Chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện chương 61, sau khi nha hoàng lên tiếng hỏi, Bạch Thanh quay lại nhìn liền giật mình, thật lâu cũng không có phản ứng, mọi người đều lộ ra thần sắc nghi hoặc không biết là nên tránh hiềm nghi mà rời đi, hay là lưu lại xem trò hay. Nha hoàng của Nhi tức uy viễn hầu phủ, chạy đến Bạch Gia, hỏi Bạch Tiểu Thư về tung tích của phu quân nàng, đây quả thực là chuyện lạ hiếm thấy. Bạch Tiểu Thư chẳng những không có sai người vả miệng nàng, ngược lại còn nhìn đến ngẩn người. Các nàng có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra không? Tô Mai, nàng đã đến đây. Giống như kiếp trước nàng im hơi lặng tiếng xuất hiện, tra rõ tất cả mọi chuyện, mới gặp nhau như vậy. Kiếp này vẫn như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở kinh thành. Bạch Thanh còn nghĩ là nàng cùng viên mậu Lâm đã giải trừ hôn ước, nàng cùng Tô Mai không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Chuyện kiếp trước nàng đã không muốn nhớ lại hay truy cứu, chỉ hy vọng đem tất cả quên hết. Lại quên mất, Tô Mai sẽ không bao giờ buông tha nàng. Tô Mai nổi danh là bụng dạ nhỏ nhen thâm độc, có thù tất báo, trong sách nói tính cách kiểu này của Tô Mai là người không phạm ta ta không phạm người, nếu người phạm ta trả gấp trăm lần. Bởi vì Bạch Thanh xuất hiện, viên mậu lâm mới gửi hưu thư về, hại nàng khó sinh, thậm chí thiếu chút nữa là mất mạng, nàng sao có thể bỏ qua cho nàng đây. Từ lúc nàng bị dẫn dắt mà nổi lên tâm tư muốn gả cho viên mậu lâm làm thê thì đã không còn cách nào thay đổi. Số mệnh cừu địch, luôn muốn đấu đá phân chia thắng bại cao thấp, mới có thể bỏ qua. Tô Mai thấy Bạch Thanh có bộ dạng ngơ ngác, không biết chuyện gì đang phát sinh giật mình ngẩn người, khóe miệng khẽ công lộ ra ý cười châm chọc mở miệng hỏi tiếp, Bạch Tiểu Thư, xin hỏi phu quân của ta, Kim Khoa Trạng Nguyên Viên Mậu Lâm, đang ở nơi nào? A à một tiếng, mọi người kinh ngạc khiếp sợ, nhịn không được đưa mắt nhìn hai người, từng cùng Bạch Thanh đính ước, kém chút nữa là thành thân. Sau đó từ thứ các sĩ nho nhỏ ở hàng lâm viện được Hoàng thượng Phong làm phó sứ đi theo kiêu kỵ binh đô chỉ huy sứ, An Nhạc Hầu Tiếu Túc Tiếu Đại Nhân đến Giang Nam phá án. Khắp Kinh Thành còn hơi sùng bái vị tân khoa trạng nguyên viên mậu lâm này, thế nhưng hắn đã sớm có thê thất, trả trách từ Giang Nam trở về, Hoàng thượng đột nhiên hạ khẩu dụ giải trừ hôn ước của hắn cùng Bạch Thanh, còn bị giam vào chiêu ngục đấy. Trước kia còn có người đồn đãi, nói Bạch Thanh coi trọng người ngoài, Bạch Gia ỷ vào Thánh Ân, đuổi tận giết tuyệt, ai ngờ người bị bỉ khuất, lại là Bạch Thanh A. Bạch Thanh còn chưa có làm gì, Vương Thục Nghi đã nhịn không được tác mạnh một cái, sau đó nghiêm nghị hỏi, Tiên Lan là phu quân của ngươi, vẻ mặt khiếp sợ không thể tin, giống như bị điên loạn, tất cả cố kỵ đều vứt qua một bên. Bi thương tuyệt vọng lên án, hắn rõ ràng đã nói chưa từng thú thê, sao có thể là phu quân của ngươi. Tiểu Mai, ngươi tới Kinh Thành, không quen biết ai, ngay cả chỗ ở cũng không có, là ta hảo tâm chứa chấp ngươi, còn thỏa mãn hiếu kỳ của ngươi, mang ngươi tới bạch gia để mở rộng tầm mắt ngươi tự nhiên ở chỗ này nói hưu nói vượng phá hơi danh tiếng của viên lang ngươi như thế không phải là phụ lòng ta sao còn chưa nói xong nước mắt đã từ từ chảy xuống bộ dạng thương tâm gần chết toàn thân run rẩy đáng thương thật sự là làm cho người khác nhìn thấy cũng không đành lòng đáng tiếc ở đây kể cả bạch thanh không có người nào đồng tình với nàng đã gả cho người có danh hiệu là tứ phu nhân lại luôn mồm gọi vị hôn phu trước của khuê mật hảo hữu, là viên lan, người ngu đi nữa, nghe cũng biết chuyện gì xảy ra. Càng thêm đồng tình với Bạch Thanh, đương nhiên, trong lòng cũng bất đắc dĩ hận nàng có mắt như mù, là mắt của nàng bị mù, mới có thể đem hai nữ nhân như đồ thị cùng vương thị làm khuê mật, còn thắp nơi bảo hộ, lòng của nàng có nhiều mờ mịt ngu muội mới có thể nàng lựa vạn tuyển chọn ra một người, nam nhân ti tiện như vậy làm phu quân chả trách người đời có câu cửa miệng người đáng thương cũng có chỗ đáng hận thật sự là lời lẽ chí lý a à, là chính nàng ngu ngốc mới bị người ngoài tính kế giăng bẫy là đáng đời cũng may hôm nay còn thông minh một chút coi như là ngã một lần khôn hơn một chút đi dù mọi người có suy nghĩ cái gì cũng không ảnh hưởng đến tô mai nàng hận bạch thanh bởi vì nàng là người đầu sỏ gây ra mọi chuyện nếu không có nàng phu quân sẽ không phản bội nàng nàng sẽ không xém chết nhi tử cũng không cần theo nàng ăn nhiều khổ sở như vậy, nếu không có phùng công tử tương trợ, mẫu tử bọn họ thiếu chút nữa đã bị mất mạng. Sau khi vào kinh, nàng điều tra mọi việc, lại để nàng phát hiện vương thục nghi đâm sau lưng bạch thanh, giúp phu quân của nàng bày mưu tính kế, hơn nữa còn có gian tình, càng khiến nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, biết phu quân bị giam trong chiêu ngục, nàng lại thấy vui mừng. Từ lúc hắn phản bội nàng, nàng cũng xem hắn như người chết, vào chiêu ngục, khác gì bước vào quỷ môn quan đỡ để nàng phải tự ra tay có như thế sau này Nhi tử biết được chân tướng cũng không trách cứ gì nàng nhưng hai nữ nhân này lại trêu chọc phu quân của nàng hại nàng thảm như vậy mà ngày ngày vẫn vui vẻ thoải mái sao nàng có thể buông tha cho nên sau một phen tính kế nàng lấy được tín nhiệm của vương thục nghi giả làm nha hoàng của nàng đi theo nàng vào bạch gia nàng muốn đứng trước mặt các vị phu nhân tiểu thư phú quý trong kinh thành mà vạch trần diện mạo thật sự của các nàng. Nàng muốn nhìn xem, các nàng mang ác danh đoạt phu quân của người khác, sau này còn có mặt mũi nào mà gặp người trong thiên hạ. Xoa nhẹ chỗ sưng đỏ trên má, tô mai lạnh lùng cười, ngạo nghễ ngẩng đầu ưỡn ngực, trong ánh mắt tràn đầy kinh bỉ, châm chọc nói, nghe nói thanh nhã tam su là điển hình của nữ tử kinh thành, không ngờ hai cái mang trên lưng cái danh trốn phu trộm người, hai cái lại cướp đoạt trượng phu của người khác nữ tử kinh thành nếu coi đây là điển phạm, khuôn mẫu, không biết nam nhân trong kinh thành, còn ai dám thú thê. Thanh nhã tam su chính là bạch thanh, đồ giải ngữ, vương thục nghi ba người đã từng nhã xưng, ba người các nàng thuở nhỏ đã thân thiết không rời. Hơn nữa bạch thanh có tục danh là chữ thanh, tâm tính trong suốt như nước, liếc mắt một cái là nhìn rõ nàng, mà hai người đồ giải ngữ cùng vương thục nghi đều lịch sự tao nhã, có chút hiền danh ở bên ngoài, cho nên mọi người mới dùng nhã sưng như vậy để đùa giỡn các nàng. Về phần cái gọi là nữ tử điển phạm, chỉ là lời đồn đãi cùng khen tặng mà thôi, chưa có người nào coi là thật. Lúc này Tô Mai lại dùng nhã sưng này đem Bạch Thanh gộp chung với hành vi của Đồ thị cùng Vương thị rõ ràng là không chừa cho người khác con đường sống a. À, ở đây hơn phân nửa đều là người thân cận với Bạch gia, đối với Bạch Thanh đều rất đồng tình thương cảm. Nghe những lời này, liền bất bình muốn mở miệng thay nàng giải thích. Lúc này Bạch Thanh mở miệng nói ra những câu sắc bén, tô mai, viên mậu lâm đang ở trong chiêu ngục. Hắn phạm vào tội khi quân, nếu nói đến, sẽ dính líu đến cửu tộc, tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Ngươi đã nhận hưu thư, liền không phải là thê tử của hắn cũng đừng tự cho mình là thê thất gì đó, nếu không sẽ liên lụy đến ngươi. Đúng rồi, dù hắn đã bỏ ngươi, còn nhi tử của ngươi, cũng ở trong cửu tộc đấy, ngươi khí thế của tô mai bị mấy câu ngắn ngủi của nàng dập tắt tô mai sợ chết nàng có thể đem mạng của mình đổi lấy tánh mạng hài tử điều này không có ai hiểu rõ hơn bạch thanh bị chồng ruồng bỏ xoay người đã từng miêu tả nàng có thể vì nhi tử mà trả giá tất cả cũng có thể dễ dàng thỏa hiệp thậm chí vì nhi tử của nàng ngay cả phùng chí viễn luôn một lòng với nàng cũng không chút do dự mà vứt bỏ còn có cái gì có thể so với tính mạng nhi tử nàng nếu lấy nhi tử để uy hiếp nàng, sao nàng lại không thấy sợ hãi đây? Thiên hạ rộng lớn, tất cả là của hoàng thượng, nếu hoàng thượng muốn trị tội khi quân của viên mậu lâm, mà dính líu đến nhi tử của nàng, cho dù nàng có thần sách nông nghiệp bách khoa toàn thư, dù có trí nhớ siêu việt của vị khoa học gia, tạo ra rất nhiều dược vật mà người ngoài có nghĩ cũng không thể tưởng tượng ra, dù nàng có phùng lan võ công cao cường, thì thế nào? Bọn họ có thể trốn đi nơi nào đây? chạy không khỏi, huống chi, nàng chẳng những không bỏ trốn, còn tự động đưa tới cửa. Kiếp trước viên mậu lâm lập gia thất liền lên như diều gặp gió, lúc nàng tìm tới cửa, hắn đã là ngũ phẩm hộ bộ viên ngoại lang, có thể thượng triều gặp thánh nhan. Khi đó hắn, phong quan vô hạn, dính vào nữ sắc một chút, chỉ cần nàng không truy cứu, người ngoài bất quá nghị luận vài câu mà thôi. Câu mai đến đây còn có thể ở tư cách chính thê khinh bỉ bạch thanh đoạt phu quân của nàng là tiện nhân nhưng hôm nay đâu hắn là tội thần phạm tội khi quân bị nhốt vào chiêu ngục tô mai xuất hiện bất quá là để tên đao phủ chém thêm một hai người mà thôi tình huống bất lợi như vậy mà nàng vẫn đến bạch phủ còn làm ra bộ dạng bị thương tổn không biết là nên nói gì a à? hôm nay vừa diễn trò lại là nét bút hỏng đạo lý đơn giản như vậy ngay cả Bạch Thanh ngu xuẩn đần độn cũng hiểu, Tô Mai thông minh như vậy, sao lại không nghĩ ra. Sắc mặt của nàng tái nhợt, thần sắc lúc nãy còn hàm ẩn oán hận, lúc này hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hối hận vô cùng mang nặng sầu bi. Nếu vì nàng mở miệng đem ác danh đoạt phu quân người khác đổ lên lưng Bạch Thanh, lại đưa nhi tử bảo bối của nàng vào tuyệt cảnh, nàng sẽ hối hận cả đời. Giờ khắc này, nàng đã không còn tâm tư báo thù, trong lòng chỉ có ý tưởng khẩn cấp muốn mang nhi tử vội vàng bỏ đi, trốn đi thật xa, không để người khác tìm ra tung tích, nhưng mà, Bạch Thanh sẽ thả nàng sao? Nàng thấp thỏm nhìn về phía Bạch Thanh, trong ánh mắt không tự chủ được mang theo khẩn cầu. Có lẽ là tự ái, nên không chịu mở miệng cầu xin tha thứ, nàng hiểu được ánh mắt của Tô Mai, Bạch Thanh nở nụ cười, Tô Mai, không còn là nông thần nương nương được ngàn vạn dân chúng kính để tin phục, cũng không thể quyết định vận mạng của Bạch Thanh, nàng không còn là người thảm bại vụng về ngu đần khi đối diện với Tô Mai. Sau khi chiếm thế thượng phong, Bạch Thanh cũng không đuổi tận giết tuyệt, nàng thậm chí còn khinh thường cùng nàng nói chuyện, phất phất tay, sai đám bà tử khỏe mạnh đem Tô Mai, Vương Thục Nghi, cả một đám hạ nhân của Dư gia, toàn bộ đuổi ra khỏi Bạch phủ. Cả đám người đi vào đại sảnh, ngồi vây quanh bàn tiệc, nâng chén cụng ly, ăn uống vui vẻ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ có Bạch Thanh biết rất nhiều thứ, từ lúc nàng trùng sinh đã thay đổi. Chương 62, Tô Mai đột ngột xuất hiện ở Bạch gia, Vũ nhục Bạch Thanh như thế, là đem mặt mũi của Bạch phủ dẫm nát dưới chân. Nếu tính tình của Bạch Thanh tàn bạo giống trước kia, nhất định sẽ nổi trận lôi đình mới đúng. Ai ngờ, nàng chẳng những không trách, ngược lại còn lấy ơn báo oán chỉ điểm cho đối phương tránh nạn, sau đó còn khách khí mời đối phương ra ngoài chính là thả hổ về rừng, cũng quá mức ôn nhu thiện lương đi, không giống như là tính tình trước kia của nàng, hơn nữa nàng làm như thế, không chừng sẽ lưu lại hậu hoạn không đáng có, có lẽ là đầu óc nàng suy nghĩ quá mức đơn giản, còn chưa nghĩa đến chỗ này, nàng chỉ đơn thuần đồng tình, không đành lòng tổn thương người cùng cảnh ngộ với nàng, đều là nữ nhân bị viên mậu lâm lừa gạt. Lúc này được các vị phu nhân mở miệng chỉ điểm phân tích, ân cần khuyên giải, Bạch Thanh rất là cảm động kiếp trước được người thân sủng ái bao bọc, nên không nghe được nửa câu chỉ trích, chỉ đắm chìm trong đám bằng hữu khẩu Phật tâm xà. Bây giờ, nàng đã hiểu được cái gì gọi là nói thật thì khó nghe, cũng hiểu người trách cứ nàng, cũng không phải tất cả đều là cừu địch, mà người thổi phồng nịnh bợ nàng, cũng không phải là bằng hữu. Nhưng thật ra nàng đã sai người âm thầm đi theo Tô Mai, chứ không phải ngu muội như mọi người đã nghĩ. Ở đại thành quốc người hiểu rõ Tô Mai nhất, chính là Bạch Thanh kiếp trước từ lúc các nàng biết sự tồn tại của đối phương đã bắt đầu số mệnh địch nhân hơn nữa còn đấu tranh cả đời cuối nàng thảm bại bỏ mình mới chấm dứt sau đó tiến vào thư lâu đọc được những chuyện xưa của tô mai nửa năm nay chỉ cần có chút ít chi tiết nho nhỏ là nàng đã có thể nhìn thấu tô mai kiếp trước nếu nàng có tâm địa độc ác hơn một chút vừa thấy mặt đã trực tiếp sai người giết nàng có phụ huynh thu thập tàn cuộc người ngoài cũng không thể nói nàng như thế nào Tô Mai càng không thể làm gì nàng. Nhưng trong lòng Tô Mai biết rõ rất có thể sẽ phát sinh loại chuyện như vậy, lại như cũ không quan tâm ngó ngàng đem nàng dẫn vào bẫy, hết lần này tới lần khác nàng lại giống như ý tưởng của nàng, không biết sử dụng ưu thế của mình, còn muốn cùng nàng lý luận, cuối cùng nàng ta thành công tính kế đứa nhỏ trong bụng nàng. Về sau, nàng vẫn ngu xuẩn đáp ứng yêu cầu của viên mậu lâm, làm cho nàng ta vào phủ hầu hạ chén thuốc, để chuộc tội nàng dùng thân phận nha hoàng vào phủ, cũng vì viên mậu lâm che chở, nếu nàng muốn tính mạng của nàng, chỉ cần một câu nói mà thôi. Nguy cơ tứ phía như vậy, Tô Mai cũng không sợ chút nào, cuối cùng nàng ta đã thực hiện được, cho mình uống tuyệt tử canh. Hơn 8 năm, nàng khổ sở uống thật nhiều dược, vẫn không thể nào cầu được một hài nhi thuộc về mình. Kiếp trước Tô Mai liều mạng tìm cơ hội báo thù rửa hận. Kiếp này sao nàng ta lại không liều mạng như vậy nữa đây? hôm nay nàng lo lắng, chính là tính mạng nhi tử gặp nguy hiểm, đợi nàng đem tiểu gia hỏa kia dàn xếp thỏa đáng, rồi sẽ trở về. Lúc vừa thấy nàng, không phải Bạch Thanh không nghĩ tới, biện pháp tốt nhất để ngăn chặn hậu hoạn chính là giết nàng ta, nhưng nàng cũng không dám, một là ngay trước mặt nhiều vị phu nhân tiểu, nàng phải duy trì danh tiếng phụ huynh, hai là tô mai quá mức nguy hiểm, có, nông nghiệp bách khoa toàn thư, tương trợ, một đóa hoa hay một ngọn cỏ ở trong tay nàng có thể hóa thành thần kỳ độc vật, nàng không dám chắc, khi nàng xuất thủ, Tô Mai mà phản kích thì nàng có thể tiếp nhận được hay bất chi bất giác lại bỏ mình, cho nên nàng không chút do dự thả nàng đi, sau đó sai người thông tri với phụ huynh, phái cao thủ theo dõi. Nàng phải bắt lấy nhược điểm trí mạng của đối phương trí để ra đòn quyết định. Tô Mai chỉ có một nhược điểm, chính là hài tử của nàng. Nếu Tô Mai lập tức mang theo hài tử rời khỏi kinh thành, sẽ không xuất hiện nữa, nàng có thể buông tha nàng. Dù sao với tính tình của nàng, mà muốn bắt một tiểu hài tử vô tội gặp nguy hiểm, vì mình làm bia đỡ đạn, đúng là có chút ít đối lý. Nếu như Tô Mai khăng khăng một mực, nhất định phải coi nàng như cừu nhân, giống kiếp trước vì ký vương bày mưu tính kế, mưu hại những người nàng hết lòng bảo vệ, nàng sẽ không ngại làm độc phụ. Trước khi người thân gặp chuyện không may, nàng sẽ đem Tô Mai cùng nhi tử của viên mậu lâm, đẩy vào vực sâu ban đêm người theo dõi truyền về tin tức sau khi nghe xong bạch thanh không khỏi không cảm khái thế gian này có một số việc quả nhiên là số mệnh đã định giống như tô mai cùng phùng chí viễn cũng giống như tô mai cùng liên tẩn kiếp trước tháng 6 năm nay tô mai chuẩn bị đầy đủ còn ung dung bán sạch gia sản mới trời nam tầm đến kinh thành ở trên đường nàng đã cứu phùng chí viễn gần như sắp chết vì tranh đoạt kế thừa môn phái mà bị sư đệ hạ độc phùng chí viễn cảm động ghi nhớ ân cứu mạng cũng vì chuyện môn phái tranh đấu nên đối với giang hồ sinh ra chán ghét quyết định hộ tống phụ tử bọn họ thượng kinh trên đường hai người từng bị người thân cận làm tổn thương giúp đỡ lẫn nhau chung đụng lâu dần dần nảy sinh tình cảm mà lúc này rõ ràng tô mai sớm hơn nửa năm đã rời nam tầm trên đường đến kinh thành lại trùng hợp đụng phải phùng chí viễn bất quá lần này không phải nàng cứu phùng chí viễn ngược lại là phùng chí viễn cứu mẫu tử nàng là vì nàng vội vã rời đi lại không có nhiều bạc nên đành dừng lại kiếm tiền không ngờ lại bị tú bà lừa gạt rơi vào kỷ viện dù hắn cứu mẫu tử bọn họ nhưng lại bị nội thương cuối cùng nàng lại cứu hắn mặc kệ ai cứu ai dù sao hai người bọn họ vẫn giống kiếp trước lấy lý do báo thù tri ân cứu mạng cùng nhau tới kinh thành càng trùng hợp hơn bọn họ lại ở cẩm tú phường phía sau hoài xa phường kế bên phòng kiếp trước bọn họ đã từng ở vì phòng kia bạch thanh đã sớm mua nếu hôm qua tô mai không xuất hiện trước mặt nàng thì nàng cũng không phát hiện ra tung tích của bọn họ theo lời người theo dõi tô mai sau khi vào kinh liền điều tra biết rõ mọi chuyện cả những chuyện mà bạch thanh dựa vào trí nhớ trong sách tốn nhiều nhân lực tài lực mới tìm ra được vậy mà tô mai lại tìm rất dễ dàng tra xét toàn bộ nội tình bạch thanh không thể không thừa nhận vận thế của nữ chính thật quá tốt còn nữ phụ như nàng chỉ có thể phục, thăm dò rõ ràng tất cả, Tô Mai xác nhận được cừu nhân của mình, liền bắt đầu có kế hoạch tiếp cận, nàng dùng một phương thuốc dưỡng nhan, dễ dàng lấy được tín nhiệm của Vương Thục Nghi, sau đó cùng nàng đi tới Bạch gia, lại bởi vì tội khi quân, dính líu đến cả nhà mà bỏ về, rời khỏi Bạch gia, nàng cũng không như Bạch Thanh suy nghĩ, không vội vàng trở về thu xếp hành trang cùng nhi tử rời khỏi kinh thành, trốn đến một nơi an toàn ngược lại còn thẳng thơi đến Tây Thị, mua nhiều đồ mới lạ, rồi mới chuẩn bị trở về. Càng khéo là chuyện tình lại xuất hiện vào lúc này, ký vương liên cẩn không biết đột nhiên phát điên phát khùng kiểu gì, lại muốn đi mua đồ, phía đông huyên náo phồng hoa không đi, lại chạy đến Tây Thị hỗn loạn không chịu nổi, hơn nữa còn không may, gặp một đám người rảnh rỗi dùng binh khí đánh nhau, bị không biết từ đâu chạy tới thanh kiếm, chen vào phổi, liền hôn mê tại chỗ rồi trong lúc giải chết, không biết tại sao đám thị vệ tùy tùng bên người hắn bị chen lấn mà tản đi đâu hết. Sau đó, đang lúc sống chết, Tô Mai đột nhiên nổi lòng từ bi, mang hắn về cẩm tú phường, dùng một chút hoa hoa cỏ cỏ phối hợp thành một loại bột phấn màu xanh biết cứu hắn sống lại. Sau khi Phùng Chí Viễn trở về, người giám thị liền rút lui, ở rất xa coi chừng, đương nhiên ký vương sẽ tỉnh lại, vì thương thương chỗ nguy hiểm, lại mất máu quá nhiều, tạm thời không thể tùy ý cử động đành phải ở lại nơi đó dưỡng thương. Bạch Thanh bàn tay chống trầm, cho mày xuất thần, kiếp trước tô mai cứu ký vương, cũng không phải là lúc này, cũng không phải trong kinh thành. Dựa theo cuốn sách bị chồng ruồng bỏ xoay người lần đầu bọn họ gặp nhau, là hứng thánh 17 năm, cũng chính là tháng 9 năm sau, ký vương hộ tống sư Tôn Tống Sùng rời kinh đến Nam Kinh Giang Nam đi du ngoạn. Khi đó đang là mùa thu hoạch, Tống Sùng gặp gỡ người quen, không cần hắn đi cùng. Ký Vương đột nhiên nổi lên tâm tư, muốn xem nông phu thu hoạch, kết quả lại bị một con rắn tam đầu vương cắn trúng mắt cá chân. Rắn này kịch độc, hắn sắp không được. Tô Mai mang theo Nhi Tử lên núi chơi đùa đang đi xuống núi trùng hợp thấy cảnh tượng này, do dự một lúc mới xuất thủ cứu giúp. Sau đó, bọn họ hiểu rõ thân phận của đối phương rồi bắt đầu hợp tác. Tô Mai chịu trách nhiệm phối dược phẩm mà Ký Vương cần, còn Ký Vương chịu trách nhiệm vì tô mai nghiên cứu thành quả nông nghiệp cùng hộ giá hộ tống, hơn nữa hứa hẹn thay nàng đối phó với Bạch Thanh. Sau đó, tô mai dần dần triển khai tài hoa, đem danh hiệu nông thần nương nương, truyền khắp đại thành. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, chuẩn bị lâu như vậy, muốn ngăn chặn tô mai gặp liên cẩn, hơn nữa phá đi kế hoạch liên minh của bọn họ, ai ngờ kế hoạch của nàng hoàn toàn bị phá sản. Nhưng mà, phố xá sầm quốc lại bị tập kích, mà lại không có người nào bên cạnh kêu cứu viện, tính tình liên cẩn rất đa nghi, hắn tuyệt đối sẽ hoài nghi, bảy tám phần sẽ không nói ra thân phận thật của mình, điểm này có thể lợi dụng, nghĩ đến đây, Bạch Thanh đột nhiên nheo mắt, vội vàng đề nghị với phụ huynh vẫn đang trầm mặt không nói, phụ thân, ca, hay chúng ta sai người báo quan đi, chương 63. Bởi vì đêm 30 bạch gia xảy ra chuyện sử dụng binh khí đánh nhau gây ra án mạng mà không kịp ngăn chặn xử lý, khiến cho đô chỉ huy sứ cốc dịu nhiêu vì tâm phúc binh lính mà bị hạ chỉ khiển trách một phen còn phạt bổng lộc vì vậy mấy ngày gần đây cận vệ kinh thành và vùng lân cận xử lý mọi chuyện tăng hiệu suất lên rất nhiều nhận được tin tức ở tây thị chợ phía tây phát sinh chuyện ẩu đã dùng binh khí đánh nhau chỉ mới hai khắc thời gian đội cận vệ kinh thành và vùng lân cận liền chạy tới bọn họ nhanh chóng ra tay ngăn cản đem toàn bộ người có liên can áp tải về nha môn sau đó thanh lý hiện trường sau nửa canh giờ liền khôi phục lại nguyên dạng cửa hàng đóng chặt cửa liền mở cửa làm ăn khu chợ giải tán bỏ chạy lại bắt đầu ồn ào huyên náo trở lại kinh thành to lớn như vậy ngày nào mà không phát sinh vài vụ án đánh nhau đã thương người chỉ cần không giống như bạch phủ quyền cao chức trọng phú quý bức người lại xảy ra chuyện dùng binh khí đánh nhau gây án mạng nhiều người chết đến như vậy thì đám cận vệ bọn họ có thể giải quyết mọi chuyện mà không tốn chút khí lực nào cũng không biết gần đây có phải bọn họ đã gặp phải vận xui, mọi chuyện nhìn đơn giản như vậy lại đem phiền toái to lớn cho bọn họ. Vào giờ thân, bốn vị thái giám cùng thị vệ trong cung có bộ dạng chật vật đến đây xin giúp đỡ, nói là chuyện phát sinh ở Tây Thị dùng binh khí đánh nhau, lúc đó ký vương điện hạ cũng có mặt ở đó. Một đám hạ nhân bọn họ bị dân chúng hoảng sợ chạy tán loạn tách ra, sau khi quay lại, đã không tìm thấy tung tích của ký vương. Chuyện này so với đêm 30 ở Bạch gia càng nghiêm trọng hơn a. À. Tuy Hoàng tử Ký Vương không phải là người được sủng nhất, nhưng Thục phi nương nương xưa nay rất được thánh tâm, mà Ký Vương còn lại là nhi tử duy nhất của Thục phi. Nếu hắn ở trong kinh thành mà xảy ra chuyện, thì cả đám cận vệ kinh thành và doanh bản vùng Lân cận cũng phải chôn cùng. Doanh vệ lập tức nóng nảy, đem chuyện này cấp báo lên trên. Cốc Diệu Nhiêu Đô chỉ huy sứ đang ở Bạch phủ làm khách nghe được tin tức này, vội vã cáo từ tự mình dẫn người đến Tây Thị, tra xét từng việc. Đáng tiếc, hao phí nhiều canh giờ, cũng không tìm được chút dấu vết nào lưu lại, giống như ký vương chưa từng xuất hiện ở chỗ này, mà ngay cả đám người liên can kia bị dụng hình tra tấn giả mang cũng không nói được lời gì hữu ích. Giữa thanh thiên bạch nhật, dưới chân thiên tử, hoàng tử lại đột ngột biến mất, cốc diệu nhiêu không thể không hoài nghi, trận ẩu đã đánh nhau kia, có phải là chuyện không đơn giản, chẳng lẽ có người cố ý tạo ra mâu thuẫn đánh nhau, sau đó thừa dịp hỗn loạn bắt ký vương điện hạ. Như vậy, mục đích của bọn họ là gì? Thấy trời sắp tối, cốc diệu như biết không thể kéo dài được nữa, lúc trước hắn còn có thể thoái thác lấy lý do là sợ tin tức bị tiết lộ, sẽ khiến ký vương điện hạ gặp phải tình cảnh nguy hiểm nên mới bí mật tìm kiếm. Nhưng đến lúc này vẫn không có tin tức, nếu còn tiếp tục giấu giếm không thông báo, một khi hoàng thượng biết được, cửa cung đã đóng. Ngay cả cơ hội để hắn giải thích cũng không có, đến lúc đó chỉ sợ hắn không chết thì tiền đồ cũng vô vọng, lập tức đem triều phục trên người mình làm cho loạn một chút, chuẩn bị tiến cung. Đúng lúc này, có tin tức truyền đến, ở Hoài Sa phường có người lặng lẽ đến nha môn báo án, nói là hắn về nhà thăm người thân, trong lúc vô tình chứng kiến phòng thuê đối diện Hoài Sa phường Hương Thảo phố là cẩm tú đường số 18, có một đôi phu thê giang hồ mới vào kinh thuê phòng có dẫn về một người mặc y phục thập phần phú quý hoa lệ, bên hông còn đeo một hà bao màu vàng, nhưng toàn thân nhuộm đầy máu tươi. Ở Hoàng Thành ai chẳng biết chỉ có người trong hoàng tộc mới được dùng màu vàng. Ở Hoài Sa phường phần lớn là dân chúng bình dân lại xuất hiện người trong hoàng tộc còn đang bị thương. Chuyện như vậy lại để cho hắn nhìn thấy, liền không dám giấu giếm, lập tức chạy đến báo án. Trong lúc nói chuyện còn tả người kia ở trong giang hồ có võ nghệ cao cường, đạp tuyết vô ngân, còn khen ngợi hết lời yun đạp tuyết vô ngân nghĩa là chân đi trên tuyết không lưu lại dấu cốc diệu nhiêu nghe được tin này cũng không vào cung liền tự điều binh dẫn theo ba nghìn cận vệ kinh thành và vùng lân cận lặng lẽ không một tiếng động tiến vào hoài xa phường đem hai tòa viện nhỏ vây lại e sợ đã thảo kinh xà khiến đối phương lấy ký vương làm con tin cốc diệu nhiêu không hạ lệnh cường công mạnh mẽ xông vào ngược lại mang người đi từ hương thảo phố tiếp cận tường viện bày một hàng dài cầu thang, chọn mấy chục thuộc hạ có công phu tốt nhất chuẩn bị leo tường đi vào âm thầm dò xét, tốt nhất là có thể bình yên đem người cứu ra. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, an bài một tên say rượu ở ngõ hẻm bắt đầu nháo chuyện, một đường hùng hùng hổ hổ, lão đảo đi tới, đến cửa viện số 18, đột nhiên điên cùng sông lên đập cửa, lớn tiếng mắng, tử nương, ách, lão tử đã trở lại, mở cửa mau mau mở cửa cho lão tử. Phùng Chí Viễn cùng Tô Mai đang nói chuyện phím, nghe vậy kinh ngạc đi ra ngoài. Cùng lúc đó, bọn cận vệ nắm lấy thời cơ leo tường vào, nhẹ nhàng linh hoạt leo xuống sân viện. Ngoài ý muốn lại có chuyện xảy ra, cận vệ vừa rơi xuống đất, giống như trúng tà, toàn bộ co quắp ngã xuống đất, không một tiếng động. Cốc Diệu Nhiêu ở trên đầu tường thấy thế, lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn biết nhân sĩ giang hồ võ công cao cường, dám ngang nhiên bắt đi hoàng tử tất nhiên là người bất phàm, nhưng nghĩ đám thuộc hạ tự mình rèn luyện cũng không phải đám người vô dụng. Ai ngờ, đối phương so với tưởng tượng của hắn càng sâu không thể lường, vẫn chưa đối mặt, mà trong nháy mắt đã hạ hơn 10 vị hảo thủ của hắn. Đối phương thủ đoạn thần bí khó lường, lại có ký vương trong tay, bất luận là cường công hay là dùng trí, đều không được. Trong thời gian ngắn, hắn như gặp phải đại địch, không biết nên làm như thế nào. Hắn lại không biết, trong lòng hắn lo lắng băng khoan thủ đoạn thần bí gì đó, cũng chỉ là Tô Mai muốn bảo vệ an toàn cho mẫu tử bọn họ nên bỏ Nguyễn Tân Tán dọc theo bên tường mà thôi. Một đường từ Giang Nam tới Kinh Thành, vì Phùng Chí Viễn là đại hiệp trừ bạo an dân, trên đường đi nhiều lần gặp phục kích cướp giết, thiếu chút nữa bị mất tính mạng, nàng như chim sợ cành cong, muốn phòng ngừa đám đạo tặc hay những kẻ có hành vi bất chính, dứt khoát dựa theo nông nghiệp bách khoa toàn thư điều chế ra thuốc này, cứ mỗi đêm rải xung quanh tường viện, bắt được bọn đạo chích hay hái hoa dâm tặc đem giết hay báo quan thì bọn họ cũng chiếm ưu thế. Dù sao ban đêm lại dám xông vào hậu trạch nữ quyến, không phải là trộm, thì chính là hái hoa tặc, đánh chết cũng không ai nói gì. Đương nhiên chuyện này cũng trong tính kế của Bạch Thanh, từ trong sách Bạch Thanh biết Tô Mai có thói quen như vậy, người này tính tình đa nghi, dù đã có phùng chí viễn bảo vệ, cũng không toàn tâm tin tưởng hắn, sẽ lưu lại cho mình một con đường lui. Cũng vì tính tình này mà xém chút nữa tình cảm của Tô Mai và Phùng Chí Viễn bị rạn nứt. Nhưng chờ nàng giải thích rõ ràng, Phùng Chí Viễn thấy nàng cố tỏ vẻ kiên cường không có cảm giác an toàn thấp thỏm, càng thêm thương tiếc nàng, cảm tình của hai người lại tiến lên một bước dài. Dựa theo phân tích của phụ huynh đối với tính tình cốc diệu nhiêu, Bạch Thanh nắm chắc 8-9 phần, đám cận vệ kinh thành và vùng lân cận sẽ thương tổn nhiều. Cốc Diệu Nhiêu sẽ khẳng định Tô Mai cùng Phùng Chí Viễn bắt cốc hoàng tử, xác định tội danh mưu đồ làm loạn. Nếu Tô Mai không bày bố như vậy, hoặc đám người cốc thống lĩnh Quang Minh chính đại đi vào cửa chính, thuận lợi cứu ký vương, cũng chạy không khỏi tội danh bắt người cướp của. Nếu chuyện xảy ra như vậy, có lẽ ký vương sẽ tin tưởng tất cả chỉ là trùng hợp, có thể sẽ ra tay cứu ân nhân cứu mạng hắn. Nhưng Bạch Thanh vẫn muốn đánh cược. Dù sao đời này kiếp này, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép tô mai cùng liên cẩn có cơ hội kết minh liên hợp nếu tô mai không chịu bỏ xuống tất cả rời đi kinh thành an phận sống cuộc sống yên bình mà còn muốn giống như kiếp trước phụ thuộc vào ký vương tuyên dương danh tiếng được phong làm công chúa thì nàng cũng không cần băn khoăn dùng hết tâm tư phá hủy nàng thì sao chứ còn về chuyện sau khi bại trừ tô mai đám dân chúng kiếp trước đã từng được tô mai cứu trợ cùng giúp đỡ cải cách nông nghiệp hoàn toàn bị chết non cũng có quan hệ gì đến nàng đâu. Trùng sinh, nàng chỉ mưu cầu, người thân bình an, có thể trôi qua những năm tháng an bình mà thôi. Nếu Tô Mai muốn phá hư, nàng mới không quan tâm tương lai sẽ có bao nhiêu người gặp nạn. Những người kia, cũng không có quan hệ gì với nàng, không phải sao. Trong lòng Cốc Diệu Nhiêu đã xác định ký vương đang ở trong tay đối phương, càng lo lắng không thôi, cũng không dám chuyên quyền muốn lấy công chuộc tội hắn hạ lệnh cho đám cận vệ kinh thành và vùng lân cận lui ra ngoài trăm mét, tử thủ bao vây, canh phòng nghiêm ngặt, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập, người vi phạm lập tức chém chết, còn hắn thì nhanh chóng vào cung, bẩm báo với hoàng thượng xin giúp đỡ. Chuyện ẩu đã ở Tây Thị vừa phát sinh, thì tin tức cũng truyền đến ngự tiền, hắn thậm chí còn biết rõ ràng cạn kẻ, người ở trong trạch viện kia, là người đã đến Bạch Phủ ngày hôm nay chính thê của viên mậu lâm Tô Thị hắn còn biết cả chuyện bạch thanh phái người theo dõi tô mai biết được tin tức liền sai người đến nha môn báo án hắn còn bật cười lắc đầu sau đó hắn cũng biết ký vương đã tỉnh lại không cần lo lắng cho tính mạng hắn liền bỏ mặt mặc kệ tùy ý để chuyện phát triển mãi cho đến lúc cốc dịu như tiếng cung cầu kiến mới phát hiện chuyện này không đơn giản như hắn đã dự đoán một nam nhân bình thường trong giang hồ cộng thêm một nữ nhân tay trói gà không chặt còn mang theo một hài tử vừa tròn một tuổi. Trong nháy mắt lại có thể giết hơn 10 cận vệ có công phu tốt, Hưng Khánh Đế cũng bắt đầu suy luận, chẳng lẽ chuyện hắn hoàn toàn không để vào mắt, chỉ muốn thuận lợi thay xíu giải trừ hôn ước, mới kéo chuyện xưa nghịch thần nguyên thị ra làm cớ, khiến nàng ta có ý tứ muốn báo thù. Chương 64, 1, lúc Hưng Khánh Đế nổi lên hoài nghi đối với đám người Tô Mai, thì bên phía hoài xa phường lại nên đón một đám binh lính cường tráng đang cưỡi ngựa cao to. Đám người vừa tới mặt khôi giáp, cầm trong tay trường thương sắc bén, rõ ràng là kiêu kỵ binh lừng lẫy tiếng tâm. Theo lý mà nói, phụ trách phòng vệ kinh thành giữ an toàn cùng trị an, hẳn là cận vệ doanh, mà kiêu kỵ binh đảm nhiệm lùng bắt, giám sát thần dân, vì hoàng thượng điều tra âm thầm mọi chuyện, trưởng quản chiêu ngục. Chuyện hôm nay rõ ràng là thuộc phạm vi chức quyền của cận vệ doanh, bọn họ không nên nhúng tay mới đúng. Nhưng từ lúc Tiếu Túc thống lĩnh kiêu kỵ binh, trong kinh thành rất nhiều sự tình đều bị hắn tiếp nhận, cận vệ doanh trực tiếp rút lui. Huống chi chuyện này liên quan đến hoàng tộc, hoàng tử bị bắt cóc ai cứu được, thì là công lao của người đó. Lão đại Tiếu Túc bị hoàng thượng sai khiến ra ngoài làm việc, không ở trong kinh thành, phụ trách sự vụ kiêu kỵ binh, là phó đô thống lỗ ninh tính tình có chút chân chất lỗ mãn lúc Bạch Gia xảy ra chuyện hắn sớm nhận được tin tức, nhưng bởi vì Bạch Thái Phó vẫn đối xử lạnh nhạt xa cách với thống lĩnh của bọn họ, cho nên hắn không thèm quản, còn chờ Bạch Phủ bị chê cười, ai ngờ nhan tiểu thư chạy tới cứu người, sau đó còn gọi hắn qua tức giận thoá mạ, còn nói thống lĩnh trở về sẽ cáo trạng. Lão đại trước khi rời kinh, nhiều lần dặn hắn phải nhìn chầm chầm trị an kinh thành, đã phạm sai lầm một lần, mấy ngày nay đã nghĩ phải lập công chuộc tội lúc này cơ hội đã đưa đến cửa, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nghe nói cận vệ doanh hao phí cả ngày mới tìm kiếm được một chút tung tích, vậy mà không thể đem ký vương an toàn cứu ra ngoài, cốc thống lĩnh còn chạy vào cung cầu hỗ trợ. Bất quá là hai cái tiểu mau tặc, trộm vặt, hắn có mấy trăm tinh binh, chẳng lẽ còn bắt không được sao? Kiêu kỵ binh vai vũ, không người nào dám xúc phạm, cho dù cốc thống lĩnh đã phân phó, cận vệ doanh vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chen chút tiến vào cẩm tú đường chật hẹp, cậy mạnh đá văng cửa lớn, trực tiếp xông vào bên trong viện, rơi vào đường cùng, đành tạm thời đem mệnh lệnh của cốc thống lĩnh để qua một bên, đi sau lưng kiêu kỵ binh vọt vào trong, nho nhỏ cái sân, lại bị hai doanh gần ngàn binh sĩ xông vô chật như nêm cuối. Hôm nay Tô Mai cùng Phùng Chí Viễn ở bên ngoài bận rộn cả ngày, lo lắng cố sức, lại không có được kết quả mong muốn, đã rất mỏi mệt đến không chịu nổi lại cứu cái người gần chết lao tâm khổ lực còn nhịn đau đem bảo vật kia ra cứu hắn cũng vì chuyện này mà hai người cãi nhau một trận thật vất vả mới ngừng chiến nghỉ tạm trong chốc lát lại không biết con ma men từ đâu đến đập cửa còn làm ồn một phen mới tiễn bước được hắn lúc này vẫn còn tức giận lại có người đạp cửa xông vào thật sự không thể nhẫn nhịn nếu không thể nhịn được nữa vậy không cần nhịn nữa Phùng Chí Viễn rút kiếm xông ra, muốn đại chiến một hồi, phát tiết phẫn nộ trong lòng, không ngờ phi thân ra ngoài, lại thấy trong sân viện nhỏ hẹp chi chít đầu người, người nào cũng trừng mắt, trợn mắt nhìn hắn. Liền kinh hãi, lui về sau hai bước, lại giống như nhớ tới cái gì, giơ kiếm chỉ thẳng vào mọi người, đổi giận đùng đùng hỏi: "Các ngươi là người nào? Dưới chân thiên tử, các ngươi lại dám xông vào hậu trạch dân lành, còn có phương pháp hay không?" hắn vừa nói xong, lập tức có người cười nhạo, châm chọc nói, lần đầu tiên nghe thấy có người nói huynh để chúng ta ngang nhiên xông vào hậu trạch của dân lành, thật sự là chuyện mới lạ. Phùng Chí Viễn cũng không phải ngốc tử, vừa nói xong, chính hắn đã thấy không ổn, đám người này mặc khôi giáp cầm binh khí không hề cố kỵ liền xông vào nhà dân chúng. Nhìn tư thế cách ăn mặc là biết đám người này là binh lính triều đình, là kiêu kỵ binh, sắc mặt hắn có chút trắng mệt. Gặp phải kiêu kỵ binh, vang danh thiên hạ người nào gặp bọn họ cũng bị lột hết một lớp da bọn họ liên quan đến triều đình còn liên quan đến giang hồ nhân sĩ nếu có thể hắn quả thật không muốn có nửa điểm dính líu đến bọn họ nhưng hôm nay chỉ sợ không phải do hắn làm chủ trong viện đám binh sĩ cầm trường thương vây xung quanh mũi thương chỉ thẳng mặt hắn lớn tiếng quát tên tiểu tử kia còn không mau đem người các ngươi đã bắt thả ra ngoài nếu không da sẽ để máu tươi của ngươi nhuộm trường thương khẩu khí thật sự quá lớn phùng chí viễn là cao thủ trong giang hồ nghe những lời này lại bị kích thích nổi điên lên hai mắt sắc bén nhìn thẳng tay cầm chui kiếm dùng nhiều sức gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay một cổ hơi thở băng lãnh khát máu từ trong thân thể hắn toát ra ngoài không khí nhất thời trở nên ngưng trọng hết sức căng thẳng tô mai vẫn ẩn mình trong sảnh không xuất hiện thấy tình cảnh như vậy nhịn không được mà đi ra ngoài nàng ôm nhu liếc phùng chí viễn một cái mới hành lễ với đám binh sĩ trong viện ôn nhu nói các vị quân gia chuyện gì cũng từ từ đã trễ thế này không biết các vị quân gia giá lâm hàng xá nhà nghèo là có chuyện gì nếu là có chuyện gì cần hỗ trợ quân gia không ngại nói thẳng tiểu nữ tất nhiên sẽ đem hết khả năng ra trợ giúp biết suy tính lại thủ lễ ngôn ngữ mặc dù có chút hèn mọn lại lưu được đường sống quả thực là cẩn thận lỗ ninh lúc này cũng ngây người Nữ tử nhu viễn đoan trang như vậy, sẽ là đồng đảng bắt người cướp của hết sức hung ác, cũng chỉ trong nháy mắt, hắn liền khôi phục bình thường, nhưng mà giọng điệu bình thản hơn một ít, tất cao giọng nói, bản tướng là phó đô thống lỗ Ninh của Kiêu Kỵ binh, nhận được tin dân chúng báo án, có người thấy phu thê các ngươi sát thương bắt người trong hoàng thất, ngươi cũng biết, xâm phạm hoàng thất, chính là tội lớn sẽ tru di cửu tộc, còn không mau đem người thả ra, để tình các ngươi biết sai mà sửa có thể để các ngươi chết được toàn thay, tru di cửu tộc. Lại là tru di cửu tộc, chỉ trong một ngày, lại bị người chỉ mũi uy hiếp. Dù tính tình tô mai dịu ngoan như mèo, lúc này cũng vương nanh múa vuốt, lúc này, nàng không duy trì nổi ngụy trang nữa, hé ra khuôn mặt dữ tận vạn vẹo, lớn tiếng hỏi, là bạch gia, là bạch thanh sai các ngươi đến. Có phải nàng không chịu buông tha ta? Nàng tìm ta, muốn đưa ta vào chỗ chết, đúng không bạch gia hoàn toàn không hiểu tin tình báo lỗ ninh không biết chuyện này như thế nào lại quan hệ đến bạch gia sắc mặt mê man nhưng mà câu nói nghi vấn của hắn tô mai nghe xong lại thành xác nhận nàng đã đoạt trượng phu của ta còn đem hắn đưa vào chiêu ngục nàng còn muốn thế nào nữa khuôn mặt dữ tợn trong nháy mắt lại hóa thành bi ai sầu đau thảm thiết nước mắt chảy dài trên gò má cả người giống như bất lực đáng thương ta bất quá là muốn nhìn xem nàng là dạng người gì cũng chỉ muốn biết là ai cướp đi trượng phu của mình mà thôi cũng không được sao nàng là nữ nhi của quan lớn được hoàng thượng sủng ái ta bất quá chỉ là một cái nông phụ nho nhỏ có năng lực tạo ra cái gì uy hiếp đến nàng nàng vì sao lại không chịu buông tha ta ta đã muốn rời đi cách nàng thật xa đã không muốn cùng nàng đấu sao nàng lại không cho ta một con đường sống thấy nàng thương tâm thống khổ như thế phùng chí viễn đau lòng không thôi dơ lên trường kiếm lại suy sụp hạ xuống. Hắn tới gần nàng vài bước, nâng đôi tay, giống như muốn đem nàng kéo vào trong lòng an ủi, lại không dám đành thu tay về, cúi đầu nỉ non tên của nàng, Mai Nhi, trong giọng nói, tràn đầy thâm tình, cùng đau xót. Hắn lại dơ lên kiếm, từng bước đi đến gần đám binh sĩ đang nhìn bọn họ biểu diễn mà sợ đến ngay người, trong ánh mắt phùng chí viễn tràn ngập cừu hận, lửa giận ngập trời lớn giọng trách cứ, các ngươi hưởng thụ thuế vụ thần dân, lại không lo đền nợ nước, tình nguyện vì chuyện nữ nhi tranh giành nhân tình, chèn ép đối thủ coi như quân cờ, bức bách quan uổng một nữ nhân đáng thương như vậy, các ngươi cũng xứng làm nam nhân sao? xứng bảo hộ quốc gia dân chúng sao? ha ha, lỗ ninh cười gượng hai tiếng, không biết nên nói gì, hắn quả thực bị hai người này làm cho u mê, là cái gì cùng cái gì a? À? nếu hắn nhớ không lầm. Buổi tối hôm nay bọn họ đến đây là vì nghĩ cách giải cứu ký vương điện hạ, còn có lời đồn đãi thần bí khó lường, còn chưa lộ diện đã giải quyết hơn 10 vị cao thủ cận vệ doanh, hay là hai liên doanh bọn họ nghe không hiểu tiếng người, hay là tối lửa tắt đèn, bọn họ hoa mắt vào nhầm cửa rồi. Hắn vừa định mở miệng trách cứ, Tô Mai đột nhiên quỳ xuống, liên tục dập đầu nói: "Vang cầu các ngươi, chuyển lời đến Bạch tiểu thư, sáng sớm ngày mai, ta liền rời khỏi kinh thành." sẽ không bao giờ xuất hiện, cầu nàng mở lòng từ bi, buông tha cho ta cùng hài tử. Chương 64 2, nàng mau đứng lên. Phùng Chí Vĩ nhìn giai nhân trong lòng hèn mọn khẩn cầu ác nhân cướp đoạt trượng phu của nàng, trong lòng đau đớn. Nữ nhân ác độc Bạch gia đã đoạt trượng phu của Mai Nhi, còn muốn đuổi tận giết tuyệt, quả thực là kinh người quá đáng, không cần cầu bọn họ, những người này trợ trụ vi ngược, giúp nờ dê xấu làm việc ác, sớm không có nhân tính sao có thể mềm lòng mai nhi nàng yên tâm ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa bảo hộ mẫu tử nàng tuyệt đối sẽ không để cho nàng chịu một chút thương tổn phùng đại ca trong mắt tô mai tràn đầy cảm kích cùng yêu say đắm đời này chỉ có hắn bất luận tình huống nguy hiểm cỡ nào đều toàn tâm toàn ý bảo hộ nàng suốt cả quãng đường biết bao đau khổ cùng khổ cực hắn vẫn che chở nàng khiến cho nàng hãm sâu vào đó nếu không có mối hận chống đỡ chỉ sợ nàng đã sớm nhịn không được mà cùng hắn tiêu dao giang hồ từ lúc nhìn thấy bạch thanh nàng thật sự cũng đã hối hận nếu nàng không kiên trì quyết định lên kinh thành thì một nhà ba người bọn họ đã sớm trải qua những ngày tháng tốt lành rồi bạch thanh là nữ nhi của thái phó lại có chỗ dựa là hoàng thượng sao nàng có thể nghĩ bạch thanh là người đơn giản đây là nàng đã nghĩ nàng ta quá đơn giản ngu ngốc lại tự đề cao bản thân sớm biết sẽ có cục diện như ngày hôm nay lúc trước nàng sẽ không khư khư cố chấp lên kinh. Đáng tiếc lúc này mới tỉnh ngộ, thì đã quá muộn rồi. Lúc này, mặc kệ bọn họ giải dụa như thế nào, thì những người này cũng không bỏ qua bọn họ. Nghĩ đến lúc chiều trùng hợp gặp gỡ người bị thương, cũng là chuyện mà Bạch Thanh an bài đi. Là muốn lấy cớ để danh chính ngôn thuận đẩy nàng vào chỗ chết mà thôi. Xem ra, nàng ta là thật sự yêu tên cặn bã nam tham phú phụ bần viên mậu lâm kia rồi. Cái gì mà nói giam giữ trong chiêu ngục, cũng là bọn họ diễn tuần chờ nàng vào kinh đến xem, liền diễn mà thôi. Cao Minh a. À. Thật sự quá cao minh, hay cho nàng còn tự xưng là thông minh, lại bị thông minh lừa, rơi vào trong cạm bẫy mà bọn họ tỉ mỉ thiết kế, không cam lòng, thật không cam lòng. Bạch Thanh còn không biết, ở trong mắt Tô Mai nàng là người bình tĩnh ung dung lại cực kỳ thông minh, an bày cạm bẫy dụ nàng bước vào. Tô Mai không biết lúc này Bạch Thanh đang ở Bạch Phủ lo lắng sốt ruột đứng ngồi không yên, làm gì bình tĩnh ung dung. Đúng như Tô Mai nghĩ, nàng có tính kế nhưng làm gì cao siêu như nàng nói. Nàng bất quá là dựa vào tin tức phụ huynh điều tra để dẫn dắt mà thôi. Ai ngờ chuyện này lại phát sinh theo chiều hướng khó tin như vậy, nàng tính không tới nha. Tạm thời không đề cập tới Bạch Thanh sau này biết được tất cả tình huống tâm tình sẽ như thế nào, chỉ nói tới đám người lỗ ninh cả đám người nhìn tô mai cùng phùng chí viễn tự biên tự diễn cũng không biết bọn họ đang diễn cái tuần gì lỗ ninh bất mãn trong đầu lại đầy nghi vấn không kiên nhẫn nói diễn xong chưa ký vương điện hạ ở nơi nào còn không mau thả hắn ra nếu không đừng trách trường thương của gia không có mắt đâm nhiều lỗ trên người bọn ngươi ký vương điện hạ tô mai cùng phùng chí viễn đồng thanh hỏi lại hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì rốt cuộc lỗ ninh ý thức được ý nghĩ của đối phương và hắn căn bản không chung một vấn đề cũng không thèm quản bọn họ nói cái gì gọn gàng dứt khoát nói rõ ý đồ đến đây hôm nay ở tây thị các ngươi cố tình gây rối thừa dịp hỗn loạn phân tán đám hộ vệ của ký vương lại đâm hắn bị thương rồi bắt đi có người tận mắt nhìn thấy cũng chứng minh lúc này điện hạ ở trong viện chứng cớ vô cùng xác thực không chấp nhận các ngươi ngụy biện giảo hoạt các huynh đệ mau bắt hai người này lại vào nhà cho ta cẩn thận tìm kiếm nếu cứ để yên như vậy không biết hai kẻ điên này sẽ nói ra cái gì loạn thất bát tao lộn tùng phèo ra tay bắt bọn họ cho lành xưa nay hắn cùng nhân sĩ giang hồ đối với hoàng tộc quyền quý đều không có hảo cảm trong mắt bọn hắn đám người nắm giữ quyền thế cùng tài phú phần lớn đều là tham quan người phú quý đều là kẻ bất nhân mặc dù phùng chí viễn xuất thân ở nam kinh là hào môn thế tộc phùng gia lại chính là chi thứ nghèo túng, Yun, hào môn thế tộc là gia tộc giàu có, giới quý tộc, năm đó hắn cùng đích tôn tử, cháu của tộc trưởng học chung, lại xảy ra tranh chấp làm hắn bị thương, tộc trưởng lấy tộc quy xử phạt nghiêm khắc thiếu chút nữa đánh chết hắn. Cuối cùng hắn quyết tâm bỏ đi, trở thành người trong giang hồ vào bách kiếm môn, được môn chủ ưu ái, thu nhận làm đệ tử, mấy năm qua hắn cũng dần dần nổi danh. Năm đó vì chuyện của hắn mà liên lụy đến phụ mẫu huynh đệ sống ở trong tộc tình cảnh hết sức khổ cực nếu không phải huynh trưởng không chịu thua kém đậu tiến sĩ lại được phong làm quan mấy năm nay dần dần đi lên nếu không bọn họ sẽ vẫn như năm đó bị người khi nhục chèn ép cũng vì thế mỗi khi hắn về nhà người trong nhà đều không vui còn mẫu thân của hắn lúc nào cũng khiển trách hắn không nên phản kháng dòng họ không nên đắc tội quyền quý ở trong lòng hắn cái gọi là quyền quý so với người trong giang hồ xuất thân thấp hèn còn phản cảm hơn nhiều. Hắn vẫn nghĩ đám người bọn họ đang giúp đỡ Bạch Gia vẽ đường cho hưu chạy, cố ý hãm hại người trong lòng hắn, cũng đã nổi trận lôi đình. Lúc này nghe thấy ý đồ đến đây của bọn họ, là vì cái tên Tiểu Bạch kiểm được Mai Nhi cứu mang về. Mai Nhi cứu hắn, còn tự mình giúp hắn uống tiên dược, rửa mặt xúc miệng, hắn liền mất hứng la hét ầm ĩ vài câu, hai người còn cãi nhau một trận. Bọn họ đã cứu hắn, những người này không biết cảm tạ, còn nghĩ bọn họ là ác nhân bắt người cướp của hại hoàng tử, muốn hỏi tội. Quả nhiên là hoàng thất quyền quý, am hiểu nhất chính là lấy oán trả ơn, mưu quyền đoạt lợi, không có một người tốt. Vì quyền thế cùng địa vị, ngay cả tông huynh đệ đều có thể hại chết, huống chi là những người này. Yun, tông huynh đệ là người cùng họ, cùng tổ tiên, cùng gia tộc. Nếu bọn họ không buông tha cho bọn hắn, hắn tuyệt đối không để chính mình lâm vào khốn cảnh ý nghĩ chuyển động. Lúc này Tô Mai đang định mở miệng biện giải muốn rửa sạch tội danh, thì hắn đã dứt khoát chạy vào trong phòng, đem ký vương vì dùng quá dược đã ngủ say sách ra ngoài, trường kiếm đặt trên cổ hắn, hướng về phía đám người lỗ ninh lớn tiếng uy hiếp, lui ra ngoài, lui hết ra ngoài, để chúng ta rời đi, nếu không ta liền một kiếm giết chết hắn, chúng ta mệnh tiện. Vị này lại là hoàng nhi của hoàng thượng, nếu hắn chết, cả đám người các ngươi đều phải chôn cùng hắn hành động lỗ mãn như thế không chỉ có đám người lỗ ninh mà cả tô mai cũng bị dọa không nhẹ rõ ràng có thể cứu vãn một con đường sống làm vậy khác gì hoàn toàn chặt đứt đường lui của bọn họ đâu trong lòng nàng dâng lên tức giận lại kiềm chế tính tình xuống ôm nhu khuyên giải nói phùng đại ca ngươi làm gì vậy ký vương điện hạ còn đang mang thương tích ngươi mau buông hắn chờ hắn tỉnh lại sẽ nói rõ ràng với các vị quan gia sẽ hiểu chúng ta là cứu hắn mà không phải bắt người cướp của gì đó lời này tuy là khuyên bảo phùng chí viễn cũng là gián tiếp nói với quang binh chân tướng sự việc là gì đáng tiếc trong hậu viện có hơn 10 binh sĩ cận vệ doanh tiếp xúc với thuốc bột bị hôn mê bất tỉnh còn có hành vi muốn chết của phùng chí viễn đã muốn đưa bọn họ rất vào vực sâu rồi giờ phút này cho dù nàng là lưỡi sáng hoa sen cũng không có tác dụng iun lưỡi sáng hoa sen nghĩa là có tài hùng biện, không ai tin tưởng bọn họ trong sạch, bao gồm cả ký vương, người được nàng cứu tánh mạng. Lúc này, bọn họ đã tự đẩy mình vào tuyệt cảnh, không hề có con đường sống, chương 65, đối mặt với tình trạng này, Phùng Chí Viễn cũng không thấy mình làm sai cái gì. Lúc này hắn chỉ nhìn thấy một đống binh sĩ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, pháp luật điều lệnh, toàn bộ đều là ý thế hiếp người. Bởi vì Bạch Thanh là nữ nhi của Thái Phó, được hoàng thượng sủng ái như thân sinh nữ nhi, nàng đoạt trượng phu của người khác, sau đó còn cố ý thiết kế bảy gài ký vương bị thương đưa đến đây, muốn vu oan hãm hại người trong lòng hắn. Trên đường lên kinh hắn nhìn nàng ngày ngày vất vả, vẫn duy trì tâm tính thiện lương lạc quan, cho dù bị trượng phu của nàng phản bội, nàng lại vẫn như củ ôm nhu che chở huyết mạch của bọn họ, cho dù người bên ngoài cười nhạo cùng bức bách như thế nào, nàng vẫn kiên cường đứng thẳng lưng, thản nhiên đối mặt nàng tốt đẹp như vậy, mà hắn lại không có được. Hắn rất hâm mộ, rất khen tị, cũng rất hận nam nhân kia từng có được nàng, mà không biết quý trọng nàng. Hắn vô cùng thống hận những người muốn thương tổn nàng, bọn họ lên kinh, bất quá chỉ muốn cầu một cái công đạo mà thôi. Bạch gia là thân tính của hoàng thượng, viên mậu lâm là tân khoa trạng nguyên, mà bọn họ, bất quá chỉ là một lãng tử giang hồ cùng một nông phụ nho nhỏ, bọn hắn sao có thể đấu với bọn họ làm sao cầu được một cái công đạo công đạo sẽ không vì bọn họ bá tánh bình dân mà tồn tại cục diện lúc này hắn nên sớm dự đoán ra lại cố tình xem nhẹ đắm chìm trong sự thiện lương của nàng bọn họ gặp tình cảnh này đều là lỗi của hắn là hắn không có cân nhắc cũng chưa từng phòng bị mà tạo ra cho nên dù phải trả giá bằng tính mạng của chính mình hắn tuyệt đối không thể để nàng bị người thương tổn mà không thể phản kháng nghĩ đến đây Phùng Chí Viễn túm chặt y phục của ký vương, mũi kiếm sắc bén, càng tới gần cổ hắn, chắc là vô ý, cắt qua da thịt, máu tươi chảy ra, dọc theo mũi kiếm một giọt một giọt rơi xuống đất, mắt thấy máu tươi, kiêu kỵ binh cùng cận vệ doanh không khỏi hít một ngụm lãnh khí, muốn xông lên phía trước để giải cứu, trong lòng Tô Mai cũng kinh hãi, chân tay lạnh ngắt, nếu ký vương gặp chuyện không may, thì nàng cùng hài tử sẽ chôn cùng hắn, tiểu uy còn nhỏ như vậy, từ lúc sinh ra đến giờ, ngay cả phụ thân cũng chưa liếc nhìn một lần, ngay cả nương còn không kịp kêu, liền chết theo bọn họ, sao nàng có thể chịu được? Không, nước mắt của nàng chảy xuống, lúc này, nàng thật sự bi thương thống khổ. Nàng chậm rãi quỳ lết đến chỗ Phùng Chí Viễn, nhẹ giọng ôm nhu trấn an thẩn cầu nói, "Phùng đại ca, không cần. Không cần vì ta liên lụy người vô tội, ký vương điện hạ tuổi còn nhỏ, hắn cái gì cũng không biết." bị người lợi dụng còn bị thương ta thật vất vả mới đoạt được hắn trong tay diêm vương nếu ngươi làm hắn bị thương thì tất cả những cố gắng của ta không phải đều trở nên uổng phí sao tin tưởng ta phùng đại ca van cầu ngươi tin tưởng ta chỉ cần ký vương điện hạ tỉnh lại nhất định sẽ trả trong sạch cho chúng ta mai nhi trong mắt phùng chí viễn tràn đầy đau xót chỉ có nàng ngốc như vậy mới có thể thiên chân thiện lương nghĩ đến chỉ cần tên tiểu bạch kiểm này tỉnh lại là có thể giải thích rõ ràng nếu tên tiểu bạch kiểm thật sự xem bọn hắn là ân nhân cứu mạng thì lúc chiều sau khi dùng dược hắn đã tỉnh dậy cũng không nói gì chỉ im lặng giấu giếm thân phận nếu hắn thẳng thắn nói ra thì tối nay sao có thể nháo đến tình trạng này tất cả chuyện này không phải có người tính kế sao nhưng mà hắn còn chưa nhớ ra buổi chiều lúc hắn về nhà vừa nghe người trong lòng nói cứu một tên nam tử trẻ tuổi đem về nhà Lúc này liền ăn giấm chua, sợ người ta cũng giống hắn, vì ân cứu mạng không thể nào đền đáp, liền tự hạ quyết định hứa hẹn dùng thân báo đáp. Hắn liền vọt vào lôi Tô Mai đang ôm nhu nhỏ nhẹ Trấn An ký vương, hai người liền tranh cãi ầm ĩ. Chờ hai người bọn hắn bình tĩnh trở về, thì hắn đã thấm dược lăn đùng ra ngủ, làm gì có cơ hội nói chân tướng cho bọn họ. Đáng tiếc lúc này Phùng Chí Viễn không thể nhớ được này nọ, hắn chỉ biết hắn muốn làm gì sẽ hành động ngay ngay cả người trong lòng hắn muốn cái gì hắn cũng không rõ hắn chỉ biết người bên ngoài vũ lực bức bách tức hiếp hắn muốn dùng tất cả năng lực bảo hộ mẫu tử nàng an toàn bình yên hạnh phúc lại không biết hắn còn tự cho là đúng thì đã đem cục diện mà tô mai lao lực xây dựng ra toàn bộ phá hư không thể vãn hồi trong lòng tô mai dần dần tuyệt vọng từ lúc chiến thắng linh hồn đến từ ngàn năm sau có được bộ sách thần kỳ nông nghiệp bách khoa toàn thư nàng vẫn luôn tràn đầy tự tin chưa bao giờ có cảm giác như lúc này giờ khắc này nàng mới hiểu được đối mặt với quyền thế cùng vũ lực cho dù nàng có rất nhiều tài năng đi nữa cũng không sử dụng được nay nàng duy nhất có thể chờ mong ký vương có thể tỉnh lại làm sáng tỏ mọi chuyện cũng có thể là nguyện vọng của nàng quá mãnh liệt hoặc là thanh kiếm trên cổ kia quá sắc bén sát khí lạnh như băng cũng có thể là vết thương ở cổ chảy quá nhiều máu còn bị phùng chí viễn ép buộc Rốt cục ký vương sắc mặt tái nhợt ho nhẹ rồi tỉnh lại, ngây thơ mở to đôi mắt, lại phát hiện chính mình bị người cầm kiếm kề lên cổ, tim đập thình thịch, trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng làm ướt cả y phục, nhìn về phía cách hắn không xa thấy tô mai ánh mắt liền trở nên băng hàng âm lãnh, hắn nhớ rõ, nữ nhân này đem hắn từ Tây Thị về đây, cho hắn uống dược trị thương, hắn còn nghĩ nàng cứu hắn là vì muốn sinh phú quý mà thôi, lại không nghĩ rằng, bọn họ còn ẩn giấu mục đích khác không chừng trận đánh nhau ở tây thị vô duyên vô cớ cuốn hắn vào đều là những người này khơi mào tạo ra tô mai thấy hắn tỉnh lại liền sợ hãi lẫn vui mừng nhưng thấy ánh mắt hắn mang theo phòng bị hoài nghi cùng nghi kỵ phẫn hận lòng nàng liền trùng xuống ký vương điện hạ phùng chí viễn lạnh lùng mở miệng châm chọc nói giấu giếm thân phận làm bộ hôn mê có phải chơi đùa rất vui không đáng tiếc lúc này ngươi ở trong tay ta chỉ có thể nghe ta, ngoan ngoãn gọi đám chó săn của ngươi lui hết ra ngoài cho lão tử chuẩn bị xe ngựa đưa chúng ta ra khỏi kinh thành chờ an toàn ta sẽ tha cho ngươi. Nếu không ta cũng không cam đoan kiếm trong tay có run run hay không. Nếu không cẩn thận các đức kiếp hầu của ngươi cũng chỉ có thể trách mệnh của ngươi không tốt. Khẩu khí này khác gì đám thổ phỉ hán phu hoàn toàn không giống đại hiệp khí khái, ngay cả tô mai nghe còn thấy sợ chẳng lẽ đây mới là tính tình thật sự của hắn sao hay là nàng rất ngốc rất ngu chỉ biết nhìn không biết nghĩ hắn nói muốn hộ tống mẫu tử bọn họ vào kinh bất quá là lấy cớ để hắn thuận lợi vào kinh mưu tính âm mưu quỷ kế mà thôi không thể không nói tô mai cùng ký vương có điểm giống nhau chỉ cần có một chút không thích hợp cũng đã làm cho bọn họ hoài nghi lòng trung thành của người khác cũng khó trách đời trước bọn họ hợp tác hài hòa như vậy cuối cùng còn có thể cùng chung thiên hạ tạm thời không đề cập tới tô mai đột nhiên hoài nghi phùng chí viễn chỉ nói đến ký vương nghe hắn nói xong trong lòng còn âm thầm may mắn buổi chiều không có đem thân phận của mình nói ra lại ảo não đám kiêu kỵ binh cùng cận vệ doanh quá ngu xuẩn xem tình cảnh lúc này nếu không phải bọn họ bức bách chỉ sợ đám người bắt hắn cũng không dễ dàng phát hiện ra thân phận của hắn để cuộc diện lúc này biến thành cái dạng tiếng không được mà lùi cũng không xong nếu hắn đáp ứng yêu cầu của bọn họ, chỉ sợ không bảo vệ được tính mạng, lại còn rơi vào ác danh sợ chết, từ nay về sau, hắn đành vô duyên với địa vị kia. Nhưng nếu hắn kiên trì không chịu, người này không chừng sẽ cho hắn một kiếm, cá chết lưới rách, nên làm cái gì bây giờ, trong sân nhỏ nhất thời lâm vào một mảnh yên lặng. Lúc này lỗ ninh cũng bắt đầu hối hận cũng tại mình lỗ mãn, bọn họ không có chuyện gì, hắn đến lúc này, nếu thật sự khiến ký vương bỏ mạng chỉ sợ không chỉ hắn cùng toàn bộ kiêu kỵ binh mà ngay cả lão đại đang ở tận giang nam cũng bị liên lụy a à. một đám nam nhân lâm vào suy tư tiếng khóc trẻ con từ xa truyền đến tô mai đang quỳ rạp trên mặt đất cùng phùng chí viễn đang cầm thanh kiếm trong tay liền cứng ngắc thân thể gian nan chuyển mắt liếc nhìn cửa phòng bóng đêm yên tĩnh tiếng khóc của trẻ con to rõ thê lương khiến cho tất cả mọi người trong sân nhỏ đều nhìn qua chỉ thấy một nam tử mặt mày như họa, tiêu sái tuấn giật ôm lấy tả lót, từ trong phòng chậm rãi đi ra, tiếng trẻ con khóc, cũng từ miếng tả lót trong lòng hắn. Yun, tỉnh lược 500 từ miêu tả nhan sắc bạch ca, dù hắn phong nhã anh tuấn đến đâu, ở trong mắt đám người trong viện cũng cảm thấy nguy cơ khắp nơi, mỗi một lần hắn bước đi, tâm bọn họ cũng treo thật cao không hạ xuống được. Phùng chí viễn tay cầm chui kiếm khẽ rung rung, hắn thật sự hối hận vô cùng. Quy nhi, đối với mai nhi mà nói chính là mạng của nàng hắn thật sự bị tức giận làm hư đầu óc chỉ lo khống chế ký vương để tìm cơ hội thoát thân lại quên mất tiểu uy đang còn ngủ say trong phòng để người khác lợi dụng bắt đi ngọc lan bạch triệt tô mai hét lên chạy vọt tới hỏi chuyện đêm nay là do bạch gia các ngươi an bày nàng cố gắng chống đỡ thân thể tay chân vô lực dựa vào hành lang nàng có thể lạy trời lạy đất quỳ lạy bất luận kẻ nào nhưng tuyệt đối sẽ không quỳ ngối trước người bạch gia. Cô phu nhân bạch triệt nâng tay vỗ vỗ tả lót trong lòng, nhìn tô mai khóe miệng chậm rãi dơ lên một độ cong nở nụ cười ôm nhu tươi cười làm cho người ta cảm thấy như tắm gió xuân, làm cho người khác say lòng. Chương 66 ngay cả đám nam nhân trong sân cũng nhìn hắn tươi cười mà thất thần chỉ có tô mai không động dung chút nào thấy hắn cười ấm áp như gió xuân, trong lòng lại càng tức giận lúc đầu tuy nàng khóc kể trong lòng vẫn hồ nghi, không dám chắc chắn, cho đến lúc thấy hắn xuất hiện, nhìn hắn ôm nhi tử của nàng đang khóc nỉ non vào trong ngực, nàng mới giống phùng chí viễn, hoàn toàn xác nhận, tối nay tất cả mọi chuyện xảy ra đều do bạch gia hãm hại, hận ý ngập trời không nhịn được liền cao giọng bi thiết chỉ trích. Bạch gia vang danh khắp kinh thành ai mà không biết bạch thanh vô liêm sĩ đoạt trượng phu của ta, bức ta đến tuyệt cảnh này, ngươi đường đường là nam nhân, ở trong kinh thành tiếng tâm lừng lẫy đoan chính Ngọc Lan, cũng ra tay đối phó với cô nhi quả phụ nhu nhược, không sợ báo ứng sao, hài tử, là mệnh của nàng. Người bạch gia muốn bắt hắn để uy hiếp nàng, đem nàng đẩy vào trong tuyệt cảnh, thật là ngoan độc, đã đến hoàn cảnh như vậy, nàng còn tận tâm tận lực bôi đen thanh danh muội muội của hắn. Trong lòng bạch triệt thầm hận, nhưng chỉ nhẹ nhàng cười, mở miệng giải thích, thật không khéo, cách vách là sản nghiệp của bạch gia, bạch mổ cùng bằng hữu nâng ly trò chuyện với nhau, lúc trở về canh giờ hơi trễ nên chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm rồi mới hồi phủ đúng lúc nghe người đàm luận chuyện ký vương bị bắt thân là thần tử sao có thể không vì quân mà phân ưu đây lại càng không khéo bạch mổ vì muốn đi đường tắt nên trèo tường qua đúng lúc nhìn thấy sau viện một đống cận vệ doanh nằm im hôn mê bất tỉnh càng không khéo hơn nữa đứa nhỏ trong phòng đột nhiên tỉnh lại khóc nháo không ngừng bất đắc dĩ bạch mổ phải bế đứa nhỏ ra ngoài. Không biết đứa nhỏ này, là từ nơi nào bắt đến, lỗ tướng quân, tống tướng quân, làm phiền nhị vị, điều tra một chút. Những lời này hoàn toàn đặt mình làm việc chính nghĩa, không đề cập tới Bạch Thanh, giống như vừa rồi không nghe thấy đối phương nói gì. Cho dù Bạch Triệt thật sự không biết đứa nhỏ kia của ai, nhưng nhìn Tô Mai cùng Phùng Chí Viễn có biểu tình như vậy, thì đám người kiêu kỵ binh cùng cận vệ doanh cũng hiểu được bọn họ vốn không biết nên xử lý tình huống này như thế nào lúc này có thể nói là buồn ngủ mà gặp chiếu manh hai vị phó đô thống sao có thể bỏ qua cơ hội bạch triệt đưa tới hai người liên tục đáp ứng tỏ vẻ hiểu rõ chờ xử lý tốt chuyện ở nơi này bọn họ nhất định sẽ điều tra thật kỹ đem đứa nhỏ này trả lại bên người phụ mẫu đáng tiếc bọn họ đều là một đám nam nhân sẽ không chiếu cố tốt đứa nhỏ chỉ có thể tạm thời đem đứa nhỏ giao cho bạch triệt thỉnh hắn chiếu cố hơn nữa còn nói thẳng nếu tiền không ra lai lịch xin bạch gia thiện tâm nuôi dưỡng đứa nhỏ này lúc nói dáng vẻ hết sức chính nghĩa đối với bạch gia cũng hết sức tôn sùng hoàn toàn mặc kệ tô mai cùng phùng chí viễn đang lo sợ không yên mục đích đã thành tâm tình bạch triệt rất tốt lúc này mới đem ánh mắt nhìn người nãy giờ vẫn trợn mắt nhìn hắn ký vương điện hạ thật là người thần còn tưởng chuyện người bị bắt chỉ là lời đồn đãi không nghĩ tới, biểu tình của hắn có thể nói là hết sức bất ngờ, không dám tin. Trong lòng ký vương tức giận muốn học máu, ánh mắt bạch triệt rõ ràng là diễn hài, sao hắn có thể nhìn không hiểu đây. Mấy ngày gần đây, không biết vì cái gì, phụ tử bạch gia đột nhiên nhìn hắn không vừa mắt, trên triều năm lần bảy lượt chèn ép người của hắn, còn có nhiều cọc ngầm ẩn nấp ở trọng điểm, bất tri bất giác bị rút ra, hắn đau lòng đến nỗi tối ngủ không yên, thật là dày vò. Nếu không phải vì vậy, hắn sao có thể thừa dịp hưu một, ngày nghỉ, chạy đến Tây Thị đầy hỗn loạn, muốn tìm coi có vật gì mới mẻ, để lấy lòng phụ hoàng cùng thái tử đang hoài nghi hắn, cũng sẽ không bị người đâm bị thương, bắt đến đây. Hắn ngàn suy vạn nghĩ, cũng chưa nghĩ đến, hắn thế nhưng vẫn bị bạch gia tính kế, bị bạch thanh liên lụy, mới có tình cảnh này. Hắn bất quá là muốn thú nàng làm phi, kéo bạch gia về trợ lực cho mình mà thôi, nàng lại lấy một nam nhân hưu thê khí tử để nhục nhã hắn cũng thôi. Hôm nay vẫn vì nam nhân kia, mà đem hắn đưa vào trong tay tàu khang thê của nam nhân kia. Tốt, thật là tốt, hắn tính kế nhiều năm như vậy, lại thua trong tay một nữ nhân ngu xuẩn. Cứ nghĩ nàng là một đóa hoa trắng loãng non mềm, lại không nghĩ rằng, đóa hoa xinh đẹp nhu nhược lại ẩn tàng mũi nhọn lợi hại như vậy. Lúc này hắn mới hiểu được, hành vi ngu xuẩn độn không chịu nổi của nàng, chỉ sợ là vì che giấu thông minh tài trí nên phải giả vờ. Không ngờ Bạch Gia vì muốn lấy lòng phụ hoàng, trợ lực cho thái tử mà che giấu kỹ như vậy, nếu đã như vậy, hắn tuyệt đối không buông tha nàng. Nàng không muốn gả, phải không? Hắn lại muốn nhìn xem, chuyện hôm nay mà truyền ra ngoài, Bạch Gia bọn họ, muốn lấy gì để bồi thường hắn? Trong lòng hắn vẫn nổ bốc cháy dữ dội, nhưng giờ phút này hắn đang bị người khác khống chế đành phải thu hồi phẫn hận trong ánh mắt toát ra sợ hãi cùng cầu xin trả đứa nhỏ cho ta phùng chí viễn đang hối hận vạn phần sau khi tỉnh táo lại kéo theo ký vương tiến lại gần bạch triệt trường kiếm đột nhiên rời khỏi cổ ký vương chỉ thẳng mặt bạch triệt lớn tiếng lặp lại đưa ta đưa đứa nhỏ cho ta sắc mặt bạch triệt cũng không thay đổi vẫn như củ cười khanh khách hắn hé mở bạc môi giọng điệu hết sức bình thản nhưng những lời nói ra lại khiến sắc mặt phùng chí viễn tái mét. Hắn nói, môn chủ bách kiếm môn nhận ngươi làm đồ đệ, cũng đã định ngươi thừa kế kim tiểu tế, người giang hồ xưng ngươi là khoái kiếm phùng nhị hiệp, xuất thân từ Nam Kinh là chi thứ của phùng gia, đệ đệ của Nam Kinh tri phủ phùng chí xa, là phùng chí viễn, bị người trực tiếp vạch trần thân phận, phùng chí viễn kinh hải không thôi. Nhiều năm nay hắn chưa từng phản gia, về nhà, trừ bỏ các huynh đệ môn sư, trên giang hồ rất ít người biết được xuất thân của hắn bởi vì hắn xưa nay đều cừu hận quyền quý cho dù có người biết được tục danh của hắn cùng huynh trưởng tương tự cũng sẽ không nghĩ bọn họ có liên quan đến nhau vì cái gì mà hắn biết được thân phận của mình ngươi là ai rốt cuộc ngươi là ai mở to hai mắt phùng chí viễn lớn tiếng hỏi gia mẫu xuất thân từ bạch vân sơn trang diêu trang chủ là gia cựu bạch triệt cũng không giấu giếm thân phận còn báo chi tiết cho hắn biết ở trong kinh thành chuyện này cũng không phải bí mật, ai cũng có thể biết, nhưng tin tức này, lại hoàn toàn đã kích phùng chí viễn, hắn suy sụp buông tay, trường kiếm đương một tiếng rơi xuống đất. Cước bộ lão đảo lui ra sau vài bước, đột nhiên được tự do, ký vương có chút ngây người, một lúc sau mới có phản ứng, vội vàng chạy lại hướng đám cận vệ doanh. Cận vệ doanh thấy cước bộ của hắn lão đảo không cẩn thận sẽ ngã trên mặt đất lập tức tiến lên hai người một tả một hữu nâng hắn dậy đưa đến đám thái giám đang núp ở phía sau nâng lên xe ngựa chạy nhanh vào cung ký vương được cứu ra nhưng chuyện hôm nay còn chưa kết thúc bắt người cướp của đâm bị thương hoàng tộc dựa theo luật pháp đại thành chính là tội lớn phải xét nhà diệt tộc phùng chí viễn cùng tô mai đã phạm tội lúc này đã rất rõ ràng muốn đem hai người bắt về quy án ký vương không chút do dự lựa chọn cận vệ doanh muốn công lao cũng không cướp được còn nháo thành bộ dạng như vậy, kiêu kỵ binh sẽ không hảo tâm thay người khác làm giá y, nói vài câu với cận vệ doanh, rồi giống như lúc đến, ầm ầm rời đi không thấy bóng dáng, phùng chí viễn võ công cao cường đã quan kiếm đầu hàng, chỉ còn lại một nữ tử nhu nhược hoàn toàn không có sức chiến đấu, đám người cận vệ doanh còn ước gì bọn người kiêu kỵ binh mau rời đi, đừng có ở đây chờ hưởng công lao của bọn họ, đáng tiếc bọn họ đã quá mức xem thường tô mai rồi đột nhiên không biết từ nơi nào nàng lấy ra một giấy bao màu vàng vung về phía cận vệ doanh rầm rầm vài tiếng những người đó liền ngã xuống đất không dậy nổi lúc này mọi người mới hiểu hơn mười vị cao thủ của cận vệ doanh không phải bị phùng chí viễn ra tay thu thập mà là nữ tử nhìn nhu nhược yêu kiều như hoa này ra tay bọn họ nhìn tô mai trong mắt tràn ngập phòng bị cùng khiếp sợ tô mai cũng mặc kệ bọn họ ánh mắt nhìn về phía bạch triệt cùng đứa nhỏ được hắn ôm trong ngực vẫn khóc mãi không ngừng giọng nói bình tĩnh gằn từng chữ một đem hắn trả lại cho ta ơ ờ, bạch triệt kéo dài thanh âm nhìn đứa nhỏ trong lòng lại nhìn tô mai kinh ngạc nói đây là hài tử của ngươi đem hắn trả lại cho ta tô mai không có trả lời hắn lại một lần nữa cắn răng nói trong giọng nói mang theo vài phần thê lương giống như đang chứng kiến giả thú đang muốn ăn thịt con mình bạch triệt nở nụ cười từ từ nói là đứa nhỏ của ngươi cùng viên mậu lâm, vừa nói, vừa chậm rãi nâng lên hai tay, đem đứa nhỏ dơ lên trên đỉnh đầu, sau đó thu hồi một tay, tiếp theo, làm dáng vẻ muốn thu hồi tay còn lại, để đứa nhỏ từ trên cao rớt xuống, tô mai trừng mắt thê lương thét chói tai tức giận mắng, súc sinh, súc sinh, hắn chỉ là một đứa nhỏ, vẫn là một đứa nhỏ, nàng càng mắng, bạch triệt tươi cười càng sáng lạng, năm ngón tay mở ra nâng đứa nhỏ, thu hồi từng ngón rất nhanh, chỉ còn lại hai ngón, đứa trẻ không ngừng lắc lư như sắp rơi xuống, hắn nhìn về phía nàng, trong ánh mắt hoàn toàn không thèm che giấu chán ghét cùng đùa cợt, không có nửa điểm mềm lòng, càng không có ấy nấy, đó là đứa nhỏ, sao hắn có thể làm như vậy, đó là một ác ma, không có nhân tính, hắn hoàn toàn không để nàng vào trong mắt, dù trong tay nàng có rất nhiều độc dược, cũng dễ dàng giết chết hắn, nhưng nàng không dám, bởi vì khi hắn ngã xuống hài tử của nàng cũng sẽ ngã theo nàng không có cách nào cứu hài tử của nàng nhi tử là mạng của nàng a bị người khác nắm giữ trong tay nàng làm sao còn kiên trì được nữa lúc này rất thức thời tâm mồm không mắng chửi nữa bỏ gói thuốc ra xa sau đó chậm rãi cúi người đối với người bạch gia mà nàng thống hận nhất quỳ xuống cầu xin cầu ngươi tha cho hắn đúng lúc này Bạch Triệt loáng một cái ra sau lưng Tô Mai nhất chân đá vào gáy nàng, Tô Mai thấy trước mặt tối đen, mềm yếu ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Bạch Triệt nhẹ thở ra, muội muội luôn dặn dò, nếu Tô Mai chưa bị chế trụ, tuyệt đối không thể tới gần nàng. Hắn còn nghĩ nàng khoa trương quá mức, chỉ là một nữ tử mà thôi, sao phải cẩn thận như vậy? Nhưng nhìn đến tình cảnh của cận vệ doanh, lại thấy muội muội nói vô cùng có lý a. À. Nữ nhân mà hắn cùng phụ thân không để trong mắt lại thật sự có thể phù chính ký vương, độc sát hoàng hậu, thái tử, tiêu diệt toàn bộ bạch gia. Cũng may hắn nghe lời muội muội, ông nhi tử của nàng, nếu không tối nay còn không biết ai thắng ai thua đâu. Nhìn đám cận vệ doanh tay chân run rẩy không dám tiến lên bắt người. Bạch triệt liền nhíu mày, không vui nói, người là của các ngươi, đứa nhỏ là của ta. Nói xong cũng không để ý tới bọn họ, bước nhanh rời đi. Lúc này, Phùng Chí Viễn đang bị gông xiền không thể nhúc nhích đột nhiên mở miệng nói, tất cả mọi chuyện, đều là một mình ta làm, không liên quan đến bách kiếm môn cũng không có quan hệ đến Phùng Gia. Bạch Triệt cước bộ hơi chậm một chút, lại coi như không nghe thấy, vỗ nhẹ lưng đứa nhỏ, chậm rãi tiêu sái rời đi, chương 67, Bạch Triệt ôm đứa nhỏ về phủ, từ ngoài cửa đi thẳng vào nội viện, dọa tên gác cổng đến ngay người. Đại thiếu gia thành thân gần 2 năm, mà bụng của thiếu phu nhân đồ thị vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Vậy mà thiếu gia cũng không sốt ruột, chẳng những không nạp thiếp, ngay cả thông phòng cũng không có. Ngày ngày ở cạnh thiếu phu nhân, cuộc sống thảnh thơi vui vẻ, khiến người bên ngoài ghen tị. Trong mắt đám hạ nhân trong bạch phủ, vẫn âm thầm ngưỡng mộ tôn sùng thiếu gia, không hổ danh là Ngọc Lan, danh bất hư truyền A. Nhưng không ngờ mọi người nhìn lầm rồi, thì ra thiếu gia đã sớm ở bên ngoài vụn trộn đặt mua phòng ốc cho ngoại thất vì tiểu thư cùng thiếu phu nhân quan hệ rất tốt, nên tiểu thư sẽ vì thiếu phu nhân mà ra mặt, cho nên thiếu gia mới không dám mang về phủ. Nếu không, sao thiếu phu nhân vừa chết, thiếu gia liền vội vàng mang đứa nhỏ này về phủ. Xem ra là thiếu phu nhân biết được nên giận dỗi bỏ về ngoại gia, sau đó u buồn quốc ức mà chết. Đám hạ nhân thấy mình suy luận hợp lý nên bắt đầu âm thầm đồng tình với đồ thị cùng đồ gia. Đừng trách bọn hạ nhân suy nghĩ linh tinh, ngay cả bạch tể viễn nhìn nhi tử mặt đầy nhu tình cẩn thận ôm đứa nhỏ trở về, cũng kinh ngạc một lúc lâu, cả bạch thanh cũng gào to rống lên, ca, ca đem hài tử của tô mai về đây, lúc này bạch triệt mới có phản ứng, xấu hổ ho khụ khụ hai tiếng, sau đó cẩn thận kể rõ chuyện xảy ra cho tới lúc hắn nói với phùng chí viễn về thân phận của mẫu thân cùng cựu phụ, đối phương bị dọa đến quan kiếm đầu hàng, thì bị bạch thanh lên tiếng đánh gãy, cựu phụ có thân phận như thế nào? Vì sao Phùng Chí Viễn sợ hắn như vậy? Từ lúc Bạch Thanh nghe Tiếu Túc nhắc đến người này, nàng mới biết mình có một cựu phụ hỏi phụ huynh thì hai người bận rộn chuyện năm mới vẫn chưa nói gì với nàng, mà chính nàng cũng quên luôn. Lúc nãy nghe Phùng Chí Viễn chỉ vì tục danh của cựu phụ sợ tới mức buông vũ khí đầu hàng, trong lòng tò mò nhịn không được mới mở miệng hỏi. Bạch Triệt nhìn phụ thân, thấy hắn gật đầu, mới kể lại tình huống của cựu gia với nàng còn chỉ cho nàng một chút kiến thức ở giang hồ, hơn nữa còn cường điệu địa vị của Bạch Vân Sơn Trang ở trong chốn giang hồ không thể bị lay chuyển. Bạch Thanh lúc này mới biết, thì ra năm đó mẫu thân cùng cựu phụ ở trên giang hồ tiếng tâm lừng lẫy được xưng là Diêu Thị Song Hùng. Sau đó nàng gặp được phụ thân, gã vào Bạch Gia, một mình cựu phụ Diêu Nguyệt Hy trở về chính thức tiếp trưởng Bạch Vân Sơn Trang. Vài năm sau tổ chức đại hội Võ Lâm 10 năm một lần, đánh bại bách kiếm môn đoạt được Võ Lâm Minh Chủ bởi vì năm đó mẫu thân là một nữ tử giang hồ, lại ái mộ văn sĩ tay trói gà không chặt là phụ thân, thề sống chết cả vào Bạch Gia, cùng người nhà mâu thuẫn gây gắt, cho đến lúc Bạch Gia đem trưởng tử Bạch Triệt trò năm tuổi đến Bạch Vân Sơn Trang tập võ, mới làm dịu đi mối quan hệ. Nhưng sau này, nàng ở Tam Vương Loạn, Hương Tiêu Ngọc vẫn khiến cho lão trang chủ cùng lão phu nhân thương tâm quá độ, sau khi nàng chết được nửa năm, liền liên tiếp qua đời, cho nên những năm gần đây Cựu phụ chưa bao giờ liên hệ với Bạch Gia, cũng chưa bao giờ vào kinh. Trừ lúc Bạch Triệt trước khi được 15 tuổi hàng năm có 3 tháng ở Bạch Vân Sơn Trang tập võ, cùng với Bạch Gia hàng năm đúng hạn đem một ít quà tặng đưa đi, thì hai thân gia không khác gì người xa lạ không hề liên hệ hay lui tới. Mà Bạch Thanh thuở nhỏ tính tình hoạt bát năng động, còn từng ầm ý muốn được tập võ, phụ tử bọn họ sợ nàng biết được thân phận của cựu phụ, sẽ tranh cãi ầm ý muốn đi Bạch Vân Sơn Trang. Bộ dạng nàng rất giống mẫu thân, nếu đi Bạch Vân Sơn Trang, chỉ sợ vị cựu phụ kia sẽ không bao giờ cho phép nàng rời đi, cho nên bọn họ mới che giấu việc này, cũng vì vậy mà kiếp trước cho đến lúc nàng chết cũng không biết mình còn có cựu phụ, thấy phụ huynh ấy nấy, nàng cũng không có để ý, cũng không có tâm tư trách cứ bọn họ, bởi vì nghe nói cựu phụ đoạt minh chủ võ lâm từ trong tay Bách kiếm môn, nàng rốt cục cũng hiểu được, vì sao kiếp trước Bạch gia rơi vào tuyệt cảnh mà cựu phụ cũng không xuất hiện, càng không ra tay cứu giúp. Nàng còn nhớ rõ, bởi vì Phùng Chí Viễn xuất thân từ giang hồ, ở trong cuốn sách bị chồng ruồng bỏ xoay người, từng có ghi chép một chút chuyện giang hồ tranh đấu, trong đó cũng có nhắc tới chuyện tranh đoạt võ lâm minh chủ. Dù nàng chỉ đọc qua một lần, nhưng lúc này từng chữ trong đó như hiện rõ ràng trước mặt nàng. Môn chủ Bách kiếm môn nhìn hai người mà mình coi trọng nhất đang quỳ gối trước mặt, đều là đồ nhi chính tay mình dạy dỗ trong lòng không phải không có ấy nấy, hắn coi trọng bọn họ, bồi dưỡng bọn họ, cuối cùng lại lấy địa vị môn chủ cùng nữ nhi, khiến bọn họ tự giết lẫn nhau. Hai năm nay, hắn trơ mắt nhìn bọn họ dương cung bạc kiếm, sử dụng các loại thủ đoạn độc ác để diệt trừ lẫn nhau, rất nhiều lần hắn muốn ra tay ngăn cản, nhưng lại nhớ đến bách kiếm môn mấy đời đều là minh chủ võ lâm, lại mất từ trong tay mình, mà hắn ở trận chiến đó đã bị tổn thương kinh mạch, kiếp này không thể tiếp tục luyện công, có nhiều ấy nấy đến đâu, hóa thành tức giận ngập trời. Nếu ngay cả đối phương có thực lực tương đương cũng không thể chiến thắng, thì bọn họ làm gì có cơ hội đoạt lại thứ đã mất. Nhưng mà, lời của thôn phụ kia lại khiến hắn không thể không suy nghĩ sâu xa. Nếu tự giết lẫn nhau khiến cho bọn họ đồng quy vô tận, thì tất cả những mưu tính của hắn bấy lâu nay, đều tan thành mây khói. Hắn đã già, không còn 10 năm nữa, sao hắn có thể bồi dưỡng ra một người tranh đoạt vị trí minh chủ võ lâm đây thời gian từ từ trôi qua cuối cùng hắn đành thỏa hiệp mở miệng đề nghị hay là chúng ta đổi lại phương pháp quyết định thắng thua năm nay đại hội võ lâm ai có thể đoạt được vị trí minh chủ võ lâm trong tay diêu minh chủ bạch vân sơn trang thì chính là môn chủ của bách kiếm môn là tiểu tế của quân tử kiếm ta chỉ mong phương pháp mà nữ nhân kia nói có thể giúp hắn đoạt được nguyện vọng trong nhiều năm nay phùng chí viễn cùng tống viễn kiều liền ngẩng đầu nhìn môn chủ đang ngồi trên chủ vị sau đó quay đầu nhìn nhau ánh mắt thô bạo tiêu tán đi rất nhiều vốn thân thiết với nhau như huynh đệ lại bị ép bách thành địch nhân hôm nay rốt cục cũng có thể trở lại như xưa sau khi rời khỏi bách kiếm môn phùng chí viễn lấy một bình bạch ngọc từ trong áo đưa tới trước mặt tống viễn kiều nói vật này tên là thất ngày hóa công tán nội công trong người từ từ tiêu tan bảy ngày sau sẽ mất hết công lực trở thành người bình thường, ta sớm đã có người trong lòng, nàng không thích giang hồ tranh đấu, chỉ cầu có được cuộc sống thanh bình an ổn. Cho nên, tiểu sư muội cùng Bách kiếm môn đều giao cho ngươi, Viễn Kiều, chuyện trước đây coi như đã qua, từ ngày hôm nay trở đi chúng ta vẫn là hảo huynh đệ. Tống Viễn Kiều nhận bình dược, nắm chặt tay sư huynh đôi mắt ẩm ướt, nếu không vì tiểu sư muội, thì hai năm nay sao hắn có thể ra tay độc ác với sư huynh không khác gì thân huynh đệ hắn từng nghĩ cả đời này bọn họ sẽ không có cơ hội làm huynh đệ nữa không nghĩ rằng vì một nữ nhân gây ra chiến tranh cuối cùng cũng vì một nữ nhân mà kết thúc trong lòng đầy cảm kích hắn nhìn ra xa đứng bên cạnh tiểu sư muội mà hắn ấu yếm là nữ nhân mà hắn đã từng kinh thường giờ này khắc này mặc dù đứng bên cạnh tiểu sư muội phong hoa tuyết nguyệt cũng không tổn hại khí chất của nàng đây là một nữ nhân tốt sư huynh có được nàng cũng không thiệt thòi Nhìn sư huynh đệ bọn họ bắt tay giảng hòa, Tô Mai nở nụ cười, trong lòng hết sức vui mừng. Sau năm ngày, từ lúc đại hội võ lâm kết thúc, chính là ngày Tân Minh chủ võ lâm Tống Viễn kiều thành hôn, cũng trong ngày này, hắn tiếp trưởng môn chủ Bách kiếm môn cử hành đăng vị đại điển. Hắn mới 21 tuổi, vừa tham dự đại hội võ lâm đã có thể chiến thắng Diêu Minh chủ Bạch Vân Sơn Trang, giết chết hắn dưới lưỡi kiếm, trở thành Minh chủ võ lâm trẻ tuổi nhất trận chiến này lan truyền khắp thiên hạ, vị trí của Bách Kiếm Môn càng được tôn vinh. Hai đoạn trong quyển sách đều nói chung một chuyện, dù Bạch Thanh có ngu xuẩn hơn nữa, cũng hiểu được. Trước khi Bạch Gia lụi bại, cự phụ đã chết ở trong tay Tô Mai, bị hạ dược do nàng nghiên cứu chế tạo ra. Vì muốn nam nhân của nàng thành công thoát khỏi vị hôn thê, giải quyết gánh nặng của môn chủ Bách Kiếm Môn, nhân tiện còn khiến cho tân môn chủ cảm kích, nên nàng không ngại dùng độc đã thương người võ lâm minh chủ, người có thực lực sẽ lấy được, cựu phụ võ công cao hơn môn chủ bách kiếm môn, đoạt được ngôi vị đương nhiên sẽ là của hắn. Nhưng bách kiếm môn lại coi như vật sở hữu của môn phái mình, không chấp nhận người bên ngoài mơ ước, một khi bị đoạt mất, liền dùng mọi biện pháp để lấy lại, cũng không tiếc dùng thủ đoạn hạ dược ti tiện bị ổi, cái gọi là giang hồ hiệp nghĩa, cũng chỉ có như thế. Bạch Triệt không biết muội muội tức giận cái gì, nói xong lại không thấy nàng truy vấn nữa, liền kể tiếp chuyện phát sinh tiếp theo đồng thời cũng đưa ra đề nghị của chính mình giống như ký vương oán hận cùng giận chó đánh mèo về sau càng phải đề phòng nhiều hơn giống như giả tâm của bách kiếm môn cần viết thư nhắc nhở cựu phụ phòng bị giống như tô mai có được năng lực khủng bố phải thận trọng xử lý đủ loại chuyện hao phí mất một canh giờ mới có thể tổng kết xong sau đó một nhà ba người bị tiếng khóc của tiểu hài tử làm cho ngây người tô mai đã bị bắt tạm thời không thể gây trở ngại gì đến bạch gia nhưng đứa nhỏ này phải làm sao bây giờ cũng không thể để trong phủ nuôi dưỡng kinh thành lắm chuyện thị phi chỉ sợ không được mấy ngày mọi người trong thiên hạ sẽ có chung một ý nghĩa là bạch triệt sớm dưỡng ngoại thất còn sinh hạ hài tử cho nên sau khi nữ nhi của đồ gia chết đi mới mang dẫn theo người đến bạch phủ gây chuyện đến lúc đó tô mai có đứng ra nói đứa nhỏ là của nàng cùng viên mậu lâm cũng không có người tin. Chương 68, Tô Mai chưa chết thì bàn tay vàng vẫn còn tồn tại, Bạch Thanh không thể nào buông bỏ phòng bị, cho nên đứa nhỏ này có thể trở thành đòn sát thủ với nàng, cần phải giữ trong tay Bạch gia mới được. Về phần người bên ngoài buông lời thị phi, không nghe cũng được. Dù sao gia tộc Đồ thị cũng không thể xoay người, chuyện xấu của nữ nhi Đồ cũng đã lan truyền khắp kinh thành, chỉ cần người hữu tâm suy nghĩ sẽ biết rõ chuyện gì đã xảy ra mọi chuyện đã phát triển đến tình cảnh này, cũng đến lúc ca ca cần thú về một vị tẩu tử xử lý gia vụ trong phủ, nhưng nàng cũng không dám nhúng tay vào, không thể đi vào vết xe đổ tinh vào ánh mắt của mình mà hại huynh trưởng một lần nữa, nhắc tới chuyện thành thân. Bạch Triệt cũng rất bình thản, không hề tỏ ra khó chịu, gọn gàng dứt khoát nói ra điều kiện là muốn thành thân với một cô nương hào sản hào phóng, còn cái loại tiểu thư khuê các như đồ thị, thì xin miễn cho kẻ bất tài. Nghe xong, khuôn mặt bạch thanh tràn đầy mặt xấu hổ bạch tể viễn trợn mắt tức giận nói nếu muốn thành thân với một cô nương hào sản hào phóng ta thấy vị tiểu thư của an nhạc hầu phủ sẽ không sai tiểu thư an nhạc hầu phủ bạch triệt nhất thời không nhớ ra an nhạc hầu phủ sao lại có một vị tiểu thư thần sắc kinh nhạc bạch thanh kinh nhạc tiếp lời là di á tỷ tỷ bạch tể viễn gật đầu bạch triệt lại càng hồ đồ di á tỷ tỷ là ai chính là người đã cứu mạng muội nhan cô nương, nhan cô nương, bạch triệt không ngờ phụ thân đề cập lại là người này, giọng nói không che giấu được kinh ngạc, phụ thân, người đang suy nghĩ gì vậy? Đó là sườn phu nhân tương lai của tử truyền, sao ta có thể lấy nàng? Tuy nói như thế, trong đầu lại hiện lên một bóng dáng như lửa đỏ, lại nhịn không được nhìn bạch thanh, thấy nàng có chút lo lắng, mày liền nhíu mày, nói hưu nói vượng, bạch tể viễn tức giận mắng mỏ. Ngươi là mệnh quan triều đình, đừng giống đám phụ nhân, lời đồn đại thị phi bên ngoài sao có thể tin. Nhan cô nương là nghĩa muội của tử truyền, đã ở trước mặt hoàng thượng trình bày, trước khi thành thân sẽ ban thưởng phong hào, nếu không ngươi nghĩ yến tịch cùng thọ yến trong cung người nào cũng có thể tham gia. Huống hồ, phụ mẫu của nhan cô nương năm đó cũng có chút giao tình với ta và mẫu thân của các ngươi, còn từng vui đùa muốn kết làm thân gia, chỉ là nhan gia bị biến cố, phu thê bọn họ cùng mẫu thân các ngươi giống nhau, tráng niên sớm thệ, chết trẻ, nhắc đến thê tử, khuôn mặt bạch tể viễn hoài niệm cùng thẫn thờ, bất quá liền khôi phục lại bình thường, hắn tính tình giống tổ phụ bạch minh, luôn dễ dàng thích ứng với mọi tình cảnh, từ trước đến nay, hắn luôn tùy ý hai huynh muội bạch triệt chọn con đường sau này của mình, hơn nữa theo ý nguyện của bọn họ mà kết thân, hắn cũng chưa bao giờ cưỡng chế bọn họ để tự mình làm chủ. Cho đến khi nghe Bạch Thanh nói đủ loại chuyện xảy ra kiếp trước, hắn mới bắt đầu ý thức được, đôi khi, bỏ mặt tùy ý, mới là không có trách nhiệm, hắn làm phụ thân, vẫn không xứng chức, cho nên, nhi tử mới gặp phải thê tử phản bội hưu thê, nữ nhi thiếu chút nữa vì người khác mà làm thiếp thất, nhan cô nương xuất thân giang hồ, tính tình sáng sủa hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, có thể giống như hắn cùng thê tử lúc trước, hài hòa ân ái, nàng đã ở trong hầu phủ được nuôi dưỡng vài năm, hoàng hậu tự mình phái ma ma đến dạy quy củ lễ nghi, nắm giữ chặt chẽ quyền lợi ở hầu phủ, tất cả sản nghiệp cũng để ý xử lý gọn gàng ngăn nắp, thủ đoạn cũng không kém. Thêm chuyện xảy ra ngày 30, nàng nhiều lần ra tay giúp đỡ, bảo hộ nữ nhi mọi cách, đã nhiều ngày hai người này còn tặng lễ vật qua lại, sống chung cũng không tệ. Mà chuyện của đồ gia bị hủy hoại danh tiếng của nữ nhi cùng dòng tộc, người bên ngoài lại cảm thấy bạch gia ra tay quá mức ngoan độc, đã từng là thân gia mà không lưu tình chút nào, vì vậy hôn sự của Bạch Triệt có chút gian nan, nếu Bạch Triệt thú tiểu thư của An Nhạc hầu phủ, thì Tiếu Túc sẽ không còn lý do gì mà dám lên cửa cầu thú Bạch Thanh. Trong quan lại sĩ tộc, không thịnh hành cái gì hoán thân thuyết pháp. Yun, hoán thân thuyết pháp trong câu này có nghĩa là anh em một nhà lấy cùng một thân gia. Nữ nhi đã khổ cả đời, khó khăn lắm mới có được cơ hội trùng sinh hắn không muốn gả nàng cho nam nhân lúc nào cũng nguy hiểm cận kề chỉ sống qua ngày. Hắn còn chuẩn bị vì nữ nhi kén phu quân, để bọn họ ở dưới mí mắt mình, đỡ để nàng phải bị ủy khuất. Bạch tể viễn nghĩ tốt lắm, nhưng trong lòng bạch triệt vẫn có chút ngăn cách. Dù sao ở trong lòng hắn vẫn thấy nhan cô nương cùng tiếu túc tuyệt đối không phải huynh muội đơn giản như vậy. Sáng sớm hôm đó, hắn đã đề cập đến chuyện này trước mặt tiếu túc, hắn cũng không mở miệng phản bác, hắn đã muốn nhận định Lời đồng đại chính là sự thật, lúc này đột nhiên kêu hắn đi thú nữ nhân của sư đệ làm thê, trong lòng thật sự là không được tự nhiên, nhưng Bạch Thanh nghe phụ thân nói liền biết hai người có quan hệ trong sạch, trong lòng cũng có chút đồng ý. Di Á tỷ tỷ văn võ song toàn, lại là một cô nương tốt, nếu có thể kết duyên với ca ca, cũng xem như Bạch gia có phúc. Ba người bọn họ tâm tư bất đồng, cũng không có tiếp tục đàm luận nữa, dàn xếp cho tiểu oa nhi khi thật tốt, liền tự trở về phòng. Tháng Giêng nhiều chuyện bận rộn nên Bạch Thanh cũng quên mất chuyện của ca ca. Ngày 15 tháng Giêng là yến tiệc vạn thọ của Hưng Khánh Đế, ở trong cung Bạch Thanh thấy Nhan Di Á, mới nhớ tới. Trong cung mọi nơi đều dăng đèn kết hoa, khắp nơi tràn đầy không khí vui mừng, hiện rõ hoàng gia xa hoa. Trước khi đế hậu chưa đến, Bạch Thanh cùng Nhan Di Á ngồi một chỗ nói chuyện với nhau. Bạch Thanh nhớ đến đề nghị của phụ thân, nhịn không được liền nhìn kỹ nhan di á tinh tế đánh giá, càng xem càng vừa lòng, càng xem càng cảm thấy nàng cùng ca ca rất xứng. Nhan di á bị nàng nhìn chầm chầm, cảm thấy hồ nghi mở miệng hỏi, thanh nhi sao lại nhìn ta như thế? Hay là hôm nay ta trang dung y phục, có gì không ổn? Không có, bạch thanh cười ái muội nói, di á tỷ tỷ rất đẹp, khiến muội nhìn đến ngây người. Cũng không biết sau này nam nhân nào lại có vận may, có được tỷ nhắc tới hôn sự nhan di á nhịn không được liền đỏ mặt xấu hổ ảo não nói ngươi còn chưa có vào cửa đâu liền vội vã đuổi ta đi ta liền không thành thân ở lì trong phủ cho các ngươi nuôi nàng nói như vậy là chắc chắn bạch thanh nhất định sẽ gả vào an nhạc hầu phủ bạch thanh nghe vậy sắc mặt lại buồn bã mới vừa rồi còn hưng trí lúc này tiêu tán không còn một mảnh nâng ly trà đưa lên môi che giấu thần sắc trên mặt đợi bình tĩnh lại mới thẳng thắng nói Tỷ tỷ đừng nói bậy, mấy ngày gần đây phụ thân vì muội tuyển lựa người ta, không chừng không được bao lâu sẽ chọn được người. Nàng biết, dù Tiếu Túc không ở trong kinh, nhưng hắn có năng lực thống lĩnh kiêu kỵ binh, khẳng định lúc nào cũng có thể thu được tin tức trong kinh. Ngày đó cùng hắn ước định, đã không thể giữ lời. Nhiều ngày cách xa nhau, nếu không thể chính miệng nói rõ ràng với hắn, đành phải phó thác cho Di Á tỷ tỷ, sớm để hắn hiểu ý tứ của nàng coi như cho hắn một câu trả lời. Nhan Di Á cũng hết sức kinh ngạc, đưa tay nắm chặt cánh tay của nàng, vội vàng hỏi, đã có chuyện gì, không phải các ngươi, tỷ tỷ, chuyện chung thân, lời phụ mẫu chi mệnh, môi trước, sao ta có thể xen vào, nàng liền đem chuyện này đổ lên đầu phụ thân. Nhan Di Á cũng đã ở kinh năm năm, ngày thường cũng thường xuyên cùng người khác giao tế, đương nhiên sẽ hiểu quan lại cùng người trong giang hồ khác nhau. Trước khi Nghĩa Huynh Tiếu Túc rời khỏi kinh thành, đã nhờ nàng chiếu cố bạch gia tiểu thư nàng còn tưởng chuyện tình của bọn họ đã định cũng không biết lại có rất nhiều trở ngại trong lòng liền giống như tình cảm của muội muội lo lắng cho huynh trưởng nghĩ đến nghĩa huynh xưa nay không gần nữ sắc rất vất vả mới động chân tình lúc hắn đề cập đến bạch gia tiểu thư vẻ mặt rất ngọt ngào ôn nhu hắn là người trọng tình trọng nghĩa nếu người hắn lưu luyến sở cầu lại gả cho người ngoài sợ sẽ thương tâm đến chết rốt cuộc vẫn không đành lòng cũng không cam lòng muốn mở miệng khuyên giải bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng pháo nổ ngay sau đó đế hậu dắt tay nhau bước vào yến hội bắt đầu cho đến lúc yến hội chấm dứt tự trở về phủ cũng không tìm được cơ hội nói chuyện cũng không phải bạch thanh cố ý tránh né nàng mà là lễ vật tự tay nàng làm hao phí mất hai tháng tú ra áo choàng ưng tường không đế hậu rất vui mừng vì nghĩ nàng đã trưởng thành nên kêu nàng kề cận suốt cả buổi sau khi nghe phụ huynh phân tích Bạch Thanh mới hiểu hoàng thượng ra quyết định kiếp trước là chuyện bị người dân bắt ép, không thể không hạ chỉ. Cũng vì chuyện này mà hắn thương tâm bệnh tật không dậy nổi cho đến tận lúc băng hà. Cho nên nàng dần buông xuống phòng bị ngăn cách mà giống như trước kia ngây thơ trong sáng vui đùa ầm ĩ, khiến hưng khánh đế mặt mày hớn hở, nhịn không được lại ban thưởng rất nhiều đồ vật nàng yêu thích. Chiêu duyệt công chúa còn ồn ào kêu phụ hoàng bất công, liên tục làm nũng các vị hoàng tử công chúa khác cũng vây xung quanh hoàng thượng, khiến cho hoàng thượng hết sức vui vẻ, trong lòng Bạch Thanh vẫn luôn cẩn thận phòng bị, lúc này cũng thở vào nhẹ nhõm. Ký vương bị thương không thể dự yến, thuộc phi vì thể hiện mình là từ mẫu, cũng chỉ tặng lễ vật, chưa từng tham dự yến hội, kiếp trước hãm hại thái tử, tất nhiên cũng sẽ không thể xuất hiện ở kiếp này, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Chỉ cần tô mai và ký vương không có quan hệ. Ý thức được điều này sau, Bạch Thanh càng lo lắng, Tô Mai đang bị giam giữ trong đại lao. Nếu ký vương biết được năng lực của Tô Mai, mượn sức nàng thu về mình, mọi chuyện sẽ không ổn. Xem ra, phải đến lao ngục làm một chuyện. Chương 69, sau ngày vạn thọ, phụ tử Bạch Triệt lại bận rộn, đem mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ toàn bộ đều ném cho Bạch Thanh. Ngày ngày bận rộn rất ít khi phản gia, cho nên Bạch Thanh muốn thương lượng với bọn họ về chuyện của Tô Mai, cũng không được. Hơn một tháng trôi qua, trong lòng càng ngày càng có cảm giác nguy cơ, Bạch Thanh nhịn không nổi nữa, tự chủ trương, chuẩn bị đến Đại Lao thăm Tô Mai. Cả hai kiếp nàng chưa bao giờ đặt chân vào Đại Lao, mấy ngày nay vì giống như phụ thân, muốn tác hợp cho huynh trưởng cùng Nhan Di Á, nàng cố ý tiếp cận, hai người cứ ba bốn ngày sẽ gặp nhau một lần, hoặc ở trong Bạch Phủ, hoặc ước hẹn ra ngoài. Chuyện hôn sự còn chưa tác hợp thành công, mà hai người tình cảm từ từ sâu sắc, rất nhanh liền giống như khuê mật. Dù tuổi của Nhan Di Á không có lớn bằng tuổi thực tế của Bạch Thanh, nhưng trước khi nàng ở An Nhạc Hầu Phủ, từng sống một mình, đã có thói quen tự chăm sóc cho bản thân. Sau này đến Kinh Thành, lại dốc hết sức lực lo liệu gia sự của An Nhạc Hầu Phủ, tính cách càng cẩn trọng thành thục không ít. Vì vậy đối đãi với Bạch Thanh, vẫn luôn duy trì bảo hộ, có vài phần tình cảm của Đại Tỷ Tỷ. Bạch Thanh muốn đi thăm ngục Muốn tìm một người đi cùng, đương nhiên là nàng rồi. 19 tháng 2, ông Tiểu Mập Mạp Dưỡng không công viên Hách Vi cùng Nhan Di Á lên xe ngựa đến Đại Lao Cận Vệ Doanh ở An Khang Phường. So với chiêu ngục hiển Hách Vi Doanh của Kiêu Kỵ Binh, thì Đại Lao Cận Vệ Doanh quả thực được coi là thiên đường của đám phạm nhân. Nhưng dù sao cũng là ngục giam, bên trong sẽ phát sinh một ít chuyện không muốn người biết đến. Từ lúc đại niên đêm 30 Cận Vệ Doanh đã nhìn thấy công phu của Nhan Di Á nên đối với vị hiệp nữ này có vài phần tôn trọng, hơn nữa bạch gia rất được thánh ân, bọn cai ngục cũng không dám thất lễ, cúi thấp người nịnh nọt đón chào. Xuyên qua một đống hàng rào bằng gỗ phổ lao, đi qua một hầm đá chật hẹp, hướng đến chỗ giam trọng phạm. Đại lao cận vệ doanh được xây dựng dưới mặt đất, đều nhốt những phạm nhân phạm trọng tội. Lẽ ra nữ tử tay trói gà không chặt như Tô Mai, không phải giam ở trọng lao mới đúng. Có lẽ trên người nàng có quá nhiều độc dược nên cần phải cẩn trọng giam giữ nghe nữ cai tù cao to nói đêm đó nàng được cận vệ doanh đem đến đây đã hôn mê bất tỉnh là nàng thay y phục tội nhân cho tô mai cũng vào đêm đó lúc nàng sắp bị tên cai ngục làm nhục không biết từ nơi nào lấy ra nửa bao thuốc bột phóng vào tên cai ngục kia sau đó lại ba lần bốn lượt dùng độc mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nàng làm cho đám cai ngục ăn không ít khổ sở vì phòng ngừa nàng lợi dụng năng lực này để vượt ngục bất đắc dĩ phải đem nàng đưa vào trọng lao giam giữ bên dưới cầu thang âm u băng lãnh trong lòng bạch thanh có chút kinh sợ nhấc lên làng váy cắt gao đi bên người nhan di á bước chân hơi lão đảo nhan di á từng sống trong giang hồ những nơi như thế này cũng không quá để tâm cũng không có cảm giác gì cảm nhận được bạch thanh đang sợ hãi liền đem viên hách quy ôm bên người tay còn lại nắm vả vai bạch thanh nhìn nàng mỉm cười trấn an bạch thanh cũng cười nhưng khóe miệng có chút cứng ngắc địa phương như âm tàu địa phủ thế này sẽ không bao giờ đến nữa hai vị tiểu thư chúng ta đến rồi đứng ở bên cửa sắt nữ cai ngục dừng lại cước bộ cúi đầu cúi người nịnh nọt nói mở cửa đi nhan di á nói nữ cai ngục lấy chìa khóa bên hông vừa mở cửa vừa giải thích nữ nhân này có chút cổ quái trên người giống như lúc nào cũng có thể lấy ra độc dược tiểu nhân mở ra cửa ngoài hai vị tiểu thư cách lưới sắt nói chuyện cho an toàn một chút mở ra cánh cửa bên trong quả nhiên còn một cánh cửa khác, Bạch Thanh ổn định tâm tình nhìn đứa nhỏ trong lòng Nhan Di Á, cong khóe miệng, cười lạnh, nói: "Không cần, mở hết ra đi. Có đứa nhỏ này, nàng còn sợ Tô Mai dùng độc sao?" Này, nữ cai ngục có chút do dự, nếu các nàng xảy ra chuyện gì trong đây, nàng gánh không nổi. Nhan Di Á biết nàng băn khoăn chuyện gì, nên ôm nhu cười nói: "Ngươi không cần lo lắng, người nọ không dám dùng độc với bọn ta." lúc này nữ cai ngục mới mở ra lưới sắt sau đó cúi đầu đứng qua một bên hai người cũng không lập tức đi vào bạch thanh nhìn nữ cai ngục nói đây là một chút lòng thành cầm lấy phân phát cho bọn tỉ muội đi chúng ta có chút chuyện cần nói với người bên trong ngươi ra ngoài nghỉ tạm một lúc đi nói xong đưa một hầu bao căn phòng cho nữ cai ngục nữ cai ngục sờ sờ thấy bên trong là ngân phiếu liền hết sức vui vẻ đem đống này chia cho đám tỉ muội cũng bằng cả một tháng lương. Giả bộ chối từ một hai câu, liền đem hà bao nhét vào trong tay áo, công lưng nói, bạch tiểu thư nhan tiểu thư xin cứ tự nhiên, tiểu nhân đợi ở cuối hành lang, có việc gì hai vị gọi một tiếng là được. Sau khi nữ cai ngục rời đi, hai người mới đưa mắt nhìn vào bên trong tối đen không có một ánh nến, nhan di á đưa đứa nhỏ cho bạch thanh, nâng tay đốt cây đuốc bên tường, rồi cầm đuốc bước vào bên trong cây đuốc chiếu sáng cả căn ngục âm u hiện ra tô mai bị xích tay chân cùng cổ đang nằm trên đống cỏ hỗn độn mới qua hai tháng hình dạng của nàng đã thay đổi ngay cả bạch thanh cũng không nhận ra cả người gầy yếu y phục tù nhân có chút lam lũ làn da sơ bẩn đen thui tóc dài rối tung trên bờ vai nhìn nàng lúc này không khác gì bọn khuất cái đây là nữ nhân có bộ dạng thanh tú là tô mai sao bạch thanh có chút ngây người kiếp trước Tô Mai lúc nào cũng chú ý đến dung mạo y phục, lúc này thật khác một trời một vực, ngươi đến rồi, lúc Bạch Thanh vẫn còn ngây người, thì Tô Mai đã chậm rãi ngồi dậy, động tác liên tiếp khiến cho dây xích vang lên, vừa dùng một tay chải vuốt sợi tóc hỗn độn, vừa chậm rãi ngẩng đầu nhìn Bạch Thanh, thản nhiên nói, ta còn nghĩ ngươi không thể chờ đợi được mà đến đây xem thảm trạng của ta, không nghĩ tới lại đợi lâu như vậy. Thế nào, nhìn bộ dạng của ta lúc này, có phải rất thống khoái, giọng nói lạnh nhạt bình thường, nhưng không che giấu được quán hận cùng hận ý, đôi mắt sắc bén như con dao nhỏ, muốn giết chết Bạch Thanh, nhưng khi ánh mắt của nàng nhìn thấy đứa nhỏ trong lòng Bạch Thanh, nhịn không được liền rơi lệ, nghẹn ngào gọi, Quy Nhi. Quy Nhi, Bạch Thanh đem đứa nhỏ vòng qua để cho hắn đối diện với Tô Mai. Đứa nhỏ đang say ngủ đột nhiên bị quấy rầy mở to đôi mắt chớp chớp vài cái, nhìn thấy nàng liền bị dọa khóc lớn, quy nhi đừng khóc là nương nương ở trong này trừ chính bản thân nàng thì đứa nhỏ này là người tô mai yêu nhất mỗi lần hắn khóc nỉ non nàng liền đau lòng cũng quên mất người đang ôm đứa nhỏ là cừu nhân mở miệng cầu xin cho ta ôm một cái cho ta ôm hắn một cái bạch thanh đột nhiên thay đổi tư thế để đứa nhỏ dựa sát vào lòng mình nâng tay vỗ về ôm nhu dụ dỗ hai tháng này đứa nhỏ đa số đều ở cạnh nàng tuy hận phụ mẫu của hắn nhưng nhìn khuôn mặt hắn có năm sáu phần tương tự viên mậu lâm, Bạch Thanh nhịn không được lại nhớ tới kiếp trước nàng bị Tô Mai tính kế mất đi đứa nhỏ. Nếu hắn được sinh ra, có phải hắn sẽ giống như viên hắc uy, nghĩ đến hài tử, trong lòng nàng tràn đầy ấy nấy, nếu lúc biết viên mậu lâm đình thê tái thú, nàng liền cùng cách, trở lại bạch gia, thì đứa nhỏ kia không chừng có thể bình an sinh ra, cho nên, những lúc nàng có tâm tình tốt, sẽ ôn nhu dỗ dành viên hắc uy dần dần hắn cũng quen giọng của nàng cùng ôm ấp ấm áp chỉ la hét một chút hắn liền im lặng ngủ tiếp bạch thanh không biết lúc nàng vỗ về đứa nhỏ là hình ảnh tốt đẹp cỡ nào giống như là mẫu tử khiến tô mai kinh hãi vạn phần nàng đột nhiên có cảm giác mọi thứ đang dần cách xa mình bảy một người muốn làm gì tô mai một lòng cảnh giác giọng nói cùng thân thể không tự chủ được mà run rẩy nàng cố gắng chấn định tâm tình nhưng vẫn không nhịn được mà mở miệng đây là hài tử của ta bạch thanh ngươi điên rồi sao ngươi là ngốc tử sao ta muốn hại ngươi ngươi lại dưỡng đứa nhỏ của ta ngươi không sợ tương lai dưỡng hổ phi hoạn nói năng lộn xộn còn đem hài tử của mình nói thành hổ con hại người ha ha bạch thanh nghe vậy đột nhiên nở nụ cười một hồi lâu mới dần ngừng lại mở miệng châm chọc hỏi vậy ngươi nói xem phải làm sao bây giờ giết hắn hay là đưa hắn đến nơi này cho ngươi dưỡng cùng ngươi ngồi trong lao ngục ngươi tô mai cứng họng không nói được gì nàng đương nhiên không muốn hắn chết cũng không muốn hắn đến nơi khủng bố bẩn thỉu này nhưng mà nàng lại càng không muốn hắn bị bạch thanh dưỡng chỉ cần nghĩ đến hài tử của mình sau này lại thân cận bạch thanh không chừng còn có thể bị bạch gia giáo dưỡng oán hận mẫu thân là nàng hoặc là bọn họ ngày ngày nghĩ biện pháp ra tấn hắn để trả thù nàng nàng rất hối hận nàng không nên có ý niệm đến kinh thành cũng không nên đi tìm bạch gia trả thù sau khi nàng có quyển sách thần kỳ kia nàng càng muốn trả thù nàng đã nghĩ cho dù đối phương có địa vị quyền thế cao tới đâu thì nàng cẩn có độc dược phùng đại ca võ công cao cường bọn họ không có gì phải sợ hãi lại không nghĩ tới cảnh tượng kia có thể xảy ra phùng đại ca bị một cái tên đã sợ tới mức buông tay chịu trói mà đứa nhỏ của nàng lại nằm trong tay đối phương dù nàng có bao nhiêu bản sự cũng không dám sử dụng, tha cho hắn, ta sẽ mặc ngươi xử trí, được không? Dù sao hắn cũng là đứa nhỏ của tướng công ngươi, nếu hắn biết ngươi hại nhi tử của hắn, nhất định sẽ hận ngươi, ngươi hao hết tâm tư, không phải vì muốn đoạt được hắn sao? Chẳng lẽ ngươi lại làm cho hắn hận ngươi, hận ngươi cả đời, vì muốn có hắn mà Bạch Thanh sử dụng thủ đoạn hèn hạ với mình, thì sao có thể để hắn hận nàng? bạch thanh yêu viên mậu lâm thì nàng sẽ có cơ hội tìm cho hài tử một con đường sống ngươi nghĩ ta thật sự hiếm lạ nam nhân kia bạch thanh có chút kinh ngạc nàng tìm mọi cách giải trừ hôn ước tống hắn vào chiêu ngục vậy mà trong lòng tô mai còn nghĩ nàng yêu hắn chẳng lẽ trên đời này ngoài viên mậu lâm thì không còn nam nhân nào khác sao hay là nàng đã hiểu lầm tình cảm của tô mai đối với viên mậu lâm có lẽ nàng không phải lợi dụng hắn mà ngược lại là yêu say đắm hắn cho nên nàng mới có thể thương đứa nhỏ của hắn như vậy cho dù gả cho phùng chí viễn cũng không sinh thêm một đứa nhỏ nào nữa cho nên sau khi nàng được phong làm công chúa còn đem viên mậu lâm biến thành thái giám giữ lại bên người giờ khắc này bạch thanh có chút buồn cười kiếp trước hai nàng đều dây dưa vì một nam nhân nhớ những chuyện nàng làm kiếp trước được người người tôn vinh phong quan vô hạn còn nàng mất đi tính mạng tan nhà nát cửa kiếp này lúc giải thai được hôn ước nàng cũng từng nói với chính mình chỉ cần tô mai buông bỏ không đến kinh thành tìm nàng thì nàng sẽ đem những chuyện kiếp trước buông xuống hết coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng tô mai không buông bỏ vẫn quyết định trả thù nàng lên kinh bày ra cục diện sau đó ung dung chờ nàng nhảy vào các nàng nhất định là cừu nhân kiếp trước kiếp này đều không thể tránh khỏi nhìn bộ dạng thống khổ của nàng bạch thanh rất muốn cười lớn tiếng cười vui sướng cười lại muốn khóc trong lòng chua xót ấm ức không biết là cái gì đè nặng lòng nàng tô mai vì sao ngươi lại đến vì cái gì lại muốn tới nếu ngươi không đến tất cả mọi chuyện sẽ không phát sinh mọi người đều có cuộc sống bình thản an ổn sống đến già tô mai sửng sốt một chút đôi mắt ôm nhu nhìn hài tử trong lòng bạch thanh thẫn thờ nói hài tử của ta từ lúc sinh ra đã không gặp phụ thân ngươi đoạt hắn đi rồi hắn lại cướp đi tất cả của ta ta cái gì cũng không có chỉ có đứa nhỏ này ta muốn cho hắn những thứ tốt nhất không cần lấy đứa nhỏ ra làm lấy cớ bạch thanh lên tiếng hung hăng đánh gãy lời của nàng chuyện của ngươi ta biết rành mạch ngươi có vật độc nhất vô nhị trên thế gian này có nó ngươi muốn cho đứa nhỏ này cái gì mà không được ngươi đánh mất một tên nam nhân ti tiện trời cao lại bồi thường cho ngươi thứ tốt nhất Tô Mai, thừa nhận đi, ngươi tới, chỉ vì không cam lòng mà thôi, ta đã cho ngươi cơ hội, nếu ngày đó rời khỏi Bạch Phủ, ngươi liền rời kinh, thì lúc này ngươi với phùng đại ca của ngươi, còn có hài tử ngươi yêu thương nhất, cả ba người các ngươi đã có cuộc sống hạnh phúc yên bình, đúng, ta không cam lòng, Tô Mai bị vạch trần tâm tư, nên cũng không cần giả vờ nữa, lúc ta gả cho hắn, phụ mẫu hắn đã chết hết, trong nhà không có một chút tài sản, người trong tộc cũng không quản, không thèm để ý, là ta, ngày ngày cổ vũ hắn, còn đem hết tất cả hồi môn nuôi dưỡng hắn, làm lụng vất vả rơi xuống hai hài tử, sảy thai, mới đưa hắn lên kinh, hắn thi khoa cử đậu trạng nguyên, ta lại có hỷ hoài thai, ta còn cho rằng, đã khổ tận cam lai, có thể báo thù rửa hận, nếu không phải tại ngươi, sao hắn có thể gửi hưu thư về quê nhà, sao ta lại có thể khó sanh, thiếu chút nữa một đi hai mạng. Bạch Thanh, ngươi đã có nhiều thứ như vậy, có phụ huynh yêu thương ngươi như mạng, có hoàng thượng hoàng hậu nương nương sủng ái, có thanh danh, có gia thế, vì, cái gì ngươi còn muốn cướp đi hy vọng duy nhất của ta? Dựa vào cái gì mà ngươi có được tất cả, càng nói, cảm xúc của nàng càng kích động, khuôn mặt vạn vẹo như quỷ dữ, muốn xông lên phía trước, kéo căng sợi dây kích khiến vết thương trên tay chân nàng đổ máu. Nhan Di Á thấy vậy động thân mình trắng trước mặt Bạch Thanh, nhìn tô mai đang điên cuốn la hét khinh thường nói nàng sẽ không giống ngươi sau khi mọi chuyện đã xảy ra chỉ biết đem mọi trách nhiệm đổ lên người nữ nhân khác rõ ràng trượng phu của ngươi quyến luyến ái mộ quyền thế hao hết tâm tư giấu giếm chuyện đã thành thân có ý đồ lừa hôn sau khi thanh nhi biết liền tìm cách từ hôn mà thôi ngươi đâu ngươi đem tất cả thù hận đặt lên trên người nàng ta muốn hỏi ngươi nàng bị lừa thì sai chỗ nào đáng giá để ngươi ngàn dặm xa xôi đến kinh thành báo thù hủy thanh danh của nàng làm cho bạch gia mất mặt đối với ngươi mà nói có cái gì ưu việt nay ngươi phạm vào trọng tội bắt cóc người hoàng tộc chúng ta hảo tâm đến xem ngươi ngươi lại như thế quả thực không biết tốt xấu câu mai không thể nói gì nhưng ở trong lòng nàng vẫn nghĩ rằng nếu không có bạch thanh tất cả mọi chuyện sẽ không phát sinh bạch thanh nghe lời nàng nói chậm rãi nở nụ cười nàng đi lên đưa đứa nhỏ cho nhan di á cầm lấy cây đuốc ôm nhu nói di á tỷ tỷ ta muốn cùng nàng nói mấy câu tỷ ra ngoài đợi ta được không nên sớm nói ra mục đích rồi rời đi trong lao ngục tối thăm bẩn thỉu thế này nàng cũng không muốn ở lâu nhan di á có chút do dự đứa nhỏ ôm đi nàng cũng ly khai nếu tô mai dùng độc với nàng thì làm sao bây giờ nàng không dám bạch thanh nhìn tô mai nói đứa nhỏ ở trong tay di á tỷ tỷ nếu nàng dám ra tay với ta, liền lấy mạng đứa nhỏ này đến đổi, từ nơi này rời đi cho đến tận sau này, chỉ cần thân thể ta xảy ra vấn đề gì, đều đòi lại trên người đứa nhỏ này, nàng thông minh như vậy, sẽ hiểu được cái gì nên làm, cái gì không nên làm, nhan di á nhìn sắc mặt tô mai khó coi, liền sản khoái gật đầu, sau đó bước đi ra ngoài, trong lao ngục u ám, chỉ còn lại bạch thanh cùng tô mai, thật ra, Ta có thể thả mẫu tử các ngươi bình an mà rời đi. Suy nghĩ một chút, Bạch Thanh khụ một tiếng, nói, mà ngươi sẽ không cam lòng, bỏ ra để đánh đổi. tô Mai Tư duy sắc bén, lúc nghe Bạch Thanh nói nàng có đồ tốt nhất thế gian, thì lòng nàng có chút không yên. Lúc này nghe Bạch Thanh nói như thế, lập tức cảnh giác hỏi, ngươi muốn cái gì, chương 72, tiên dược. Bạch Thanh gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của mình, ta biết ngươi có gì đem toàn bộ tiên dược còn lại đưa cho ta sau đó ở trong nông nghiệp bách khoa toàn thư tự hủy trang bị hủy diệt độc dược thiên ta sẽ trả đứa nhỏ cho ngươi còn cho ngươi một ít vàng bạc châu báu đưa các ngươi rời khỏi kinh thành từ nay về sau ngươi có thể mang theo hắn muốn đi đâu thì đi ở đâu thì ở không được tô mai không cần suy nghĩ liền mở miệng cự tuyệt yêu cầu của nàng có được tiên dược chẳng khác nào có thêm một mạng Sao nàng có thể đưa cho cừu nhân? Lại càng không thể tiêu hủy độc dược thiên trong nông nghiệp bách khoa toàn thư, nó là pháp bảo dùng để bảo vệ mạng nàng, không có nó, nàng mang theo bảo vật, tuyệt đối sẽ trở thành đối tượng mà người khác mơ ước. Đến lúc đó, nàng sẽ không có biện pháp bảo vệ an toàn cho mình cùng đứa nhỏ. Vậy ngươi cứ ở trong này trôi qua nửa đời sau đi. Ngươi yên tâm, hài tử của ngươi, ta sẽ nuôi dưỡng thật tốt, Bạch gia không thiếu cơm thừa canh cặn. Nói xong, Bạch Thanh cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp xoay người định rời đi. Khoan đã, Tô Mai sao có thể yên tâm, Bạch Thanh uy hiếp sẽ ngược đại đứa nhỏ của nàng. Nàng rời đi không chút do dự, còn hứa hẹn sẽ chiếu cố hắn thật tốt, sao nàng không lo lắng đây? Như thế nào, ngươi đổi ý? Bạch Thanh trở lại hỏi, sao ngươi biết ta có mấy thứ này? Sau khi có được, nàng chưa bao giờ nhắc tới hay nói với bất kỳ người nào dù là phùng đại ca cũng chỉ nói vì nàng thuở nhỏ học y nghiên cứu độc mới hiểu mà phối ra độc dược bạch thanh từ đâu mà biết đến còn biết rất cặn kẻ, ngay cả nàng từ lúc bị nhốt ở đây mới từ từ biết cách hủy bỏ trang bị bạch thanh cũng không thèm trả lời nàng cũng không để ý tới vấn đề của nàng có chút bực bội nói ngươi không cần biết ta làm sao biết được chỉ cần nói cho ta biết ngươi đồng ý hay không đồng ý yêu cầu của ta cao mày do dự, cuối cùng Tô Mai thở vào một hơi, giống như đã nghĩ thông suốt, nhìn Bạch Thanh nói, ta có thể cho ngươi tiên dược, nhưng không thể tiêu hủy độc dược thiên. Nếu không có nó, cho dù ta được ra ngoài, cũng không có năng lực tự bảo hộ chính mình, tiên dược không còn, nhưng nàng còn y học thiên, tuy hiệu quả không tốt bằng thuốc tiên, nhưng vẫn có rất nhiều phương thuốc có thể chữa bệnh cứu mạng, nhưng so với độc dược thiên cùng hy vọng tự do, đoàn viên mà nói, không có nó mặc dù đáng tiếc nhưng vẫn có thể chấp nhận được nàng lại không biết ở trong mắt bạch thanh tiêu hủy độc dược thiên cũng quan trọng như tiên dược đây cũng là mục đích quan trọng mà nàng tới gặp tô mai làm sao có thể đáp ứng đây lúc này cự tuyệt nói không được nếu không tiêu hủy nó ta tuyệt đối sẽ không thả ngươi ra ngoài hơn nữa cho dù ngươi dựa vào người bên ngoài mà thoát ra thì từ nay về sau đừng bao giờ mơ tưởng được gặp lại hài tử của ngươi đây chính là uy hiếp trắng trợn, độc dược thiên cùng hài tử, Tô Mai chỉ có thể chọn một. Tô Mai hận đến nỗi hàm răng muốn tê liệt, hai mắt phím hồng, giống như có một ngọn lửa thiêu đốt cháy hừng hực trong mắt, hận không thể đem Bạch Thanh hóa thành cho tàn. Thấy bộ dạng nàng như vậy, Bạch Thanh đột nhiên nở nụ cười, hàm chứa chua sót. Kiếp trước lúc nàng nhìn thấy Tô Mai hạnh phúc khoái hoạt, chẳng phải nàng cũng có bộ dạng như vậy sao? Không nghĩ tới kiếp này nàng lại thấy được biểu tình như vậy ở trên mặt Tô Mai, nghĩ lại cũng rất châm chọc, cười đủ rồi, mà Tô Mai còn chưa ra quyết định, liền tri kỹ mở miệng nói, "Ngươi thử suy nghĩ cẩn thận, ta sẽ nói với cai ngục, nếu ngươi đã nghĩ thông suốt, có thể nói cho bọn họ báo lại cho ta." Tô Mai cũng không cảm kích, gọn gàng dứt khoát nói, "Không cần, ta đồng ý." Cái nơi quỷ quái này, nàng đã ngây ngốc lâu như vậy, không ai nói chuyện với nàng trừ lúc đưa cơm tới ngay cả một chút ánh sáng cũng không nhìn thấy nàng sắp điên luôn rồi mỗi ngày đều nghĩ nếu có thể rời đi muốn nàng trả giá gì cũng được nhưng nàng không cam lòng không cam lòng đưa vật thần kỳ gì đó cho bạch thanh còn muốn tiêu hủy thứ nàng có thể dựa vào vì muốn ra ngoài vì có thể rời khỏi nơi này cùng hài tử đoàn tụ nàng vẫn phải cam chịu mà chấp nhận như vậy làm đi cắn răng tô mai nâng lên bàn tay trái một quyển sách bạch ngọc giấy mạ vàng chậm rãi hiện ra. Lúc này, trong mắt bạch thanh hoàn toàn kinh ngạc, rõ ràng kiếp trước, Tô Mai đã từng ở trước mặt nàng mở ra quyển sách này, mà nàng hoàn toàn không nhìn thấy, vì sao kiếp này, nàng lại thấy được, quyển sách xuất hiện. Trong lòng kinh ngạc, nhịn không được bước lên phía trước vài bước, muốn chiêm ngưỡng vật độc nhất vô nhị trên đời này, đúng lúc này, chỉ nghe phốc một tiếng, giống như có đồ vật gì đó bị rớt xuống rất mạnh nàng liền nghĩ tô mai đã dựa theo ước định tiêu hủy độc dược thiên vừa muốn mở miệng đòi tiên dược đột nhiên nhìn thấy trong sách đang tiêu tán không phải là ba chữ độc dược thiên ngược lại là dị năng thiên nông nghiệp bách khoa toàn thư tên sách giống như chỉ liên quan đến nông nghiệp nhưng sự thật lại không phải như vậy theo cuốn sách bị chồng ruồng bỏ xoay người đã ghi lại ở mặt thế ngàn năm sau tất cả đất đai đều có quan hệ toàn bộ thuộc về nông nghiệp trong bách khoa toàn thư chia ra làm bốn phần lớn gồm, gieo trồng thiên, y dược thiên, độc dược thiên cùng dị năng thiên, bao gồm mấy ngàn năm, nhân loại nghiên cứu về đất đai gom thành tri thức. Đối với Tô Mai mà nói, ba cái đầu rất quan trọng, chỉ có cái cuối cùng, không có quá nhiều tác dụng. Nàng còn nghĩ Tô Mai sẽ giống như kiếp trước, nói sẽ giữ lời, là người có nguyên tắc, không vi phạm lời hứa hẹn, lại không nghĩ tới, có một ngày, nàng sẽ lừa gạt. Cũng may là nàng có thể thấy được quyển sách kia, cũng may là nàng đi đến gần, nếu không nàng sẽ dựa theo ước định mà thả mẫu tử bọn họ đi, sau này sẽ bị hại tiếp. Nghĩ đến đây, sắc mặt Bạch Thanh liền trầm xuống, âm trầm nói, ngươi tiêu hủy, dị năng thiên, ngươi có thể thấy, tô mai hoảng sợ ngẩng đầu nhìn nàng, mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Bạch Thanh hôm nay cùng những gì nàng tra xét hoàn toàn bất đồng, giống như hai người khác nhau. Hơn nữa, nàng lại có thể nhìn thấy vật mà chỉ có nàng mới thấy được khiến nàng thật sự không thể tin được hôm nay mục đích của bạch thanh là muốn hủy diệt độc dược thiên từ trong sách nàng biết được độc dược thiên là chỗ dựa lớn nhất của tô mai cũng uy hiếp lớn nhất của bạch gia cùng thái tử nhất mạch bất cứ giá nào nàng cũng phải hủy diệt nó vì thế nàng không tiếp dùng mọi thủ đoạn cho nên tô mai có hành vi vi phạm lời hứa hẹn khiến bạch thanh rất tức giận nàng cũng không trả lời nghi vấn của tô mai chỉ cố chấp nói ngươi không tuân thủ lời hứa hẹn ngươi đã đánh mất lòng tin tưởng của ta tô mai nghe vậy khuôn mặt lúc trắng lúc hồng giống như bản pha màu nàng xưa nay vẫn luôn tuân thủ hứa hẹn cho nên mới hận người phản bội lời hứa nhưng hôm nay vì tương lai có thể bảo đảm an toàn cho mình cùng hài tử nàng bỏ đi nguyên tắc làm một người phản bội lời hứa trong lòng có chút chột dạ lúc này còn bị đối phương vạch trần thật sự là xấu hổ vô cùng không phải ngươi hận nhất loại người không tuân thủ hứa hẹn sao ngươi có tư cách gì mà hận bọn hắn ngươi cùng bọn hắn là giống nhau lời này của bạch thanh hoàn toàn đạp đổ tô mai nhiều năm như vậy nàng vẫn lấy lý do này để hận phụ thân của nàng ngày ấy lão nam nhân khóc lóc lấy lòng nàng đã thề cả đời này nhất định sẽ làm cho hắn hiểu được phản bội sẽ có kết cục như thế nào hôm nay nàng lại phản bội lời hứa của chính mình nàng có tư cách gì mà hận hắn đây? Tay run run, nàng rốt cục vẫn hạ quyết tâm, ấn một nút màu xanh biếc trên phím trang bị, chỉ nghe oành một tiếng, độc dược thiên ba chữ to màu đen nổ tung, hóa thành nhiều đống sáng, dần dần biến mất trong không khí. Cuốn nông nghiệp bách khoa toàn thư lúc đầu còn rất dày, lúc này mỏng đi rất nhiều, nàng lại mở ra y dược thiên, từ bên trong đổ ra một bình ngọc thúy sắc, hết sức luyến tiếc đưa cho Bạch Thanh. Bạch Thanh tiếp nhận bình ngọc, mở ra bên trong quả nhiên chỉ còn một phần tư. Xem ra ký vương bị trọng thương, có thể sống sót là nhờ nàng, đã đạt được hai mục đích mong muốn, Bạch Thanh rất vừa lòng, đem bình ngọc cẩn thận bỏ vào trong lòng, xoay người rời đi. Tô Mai thấy thế, lập tức thê lương hét lên, ngươi gạt ta, Bạch Thanh xoay người lại, mỉm cười, nói, ngươi gạt ta trước. Cho nên, ta sẽ không lập tức thả ngươi ra, ngươi hãy ở trong này, thêm một tháng nữa đi nói xong liền cười vui sướng rồi đi ra ngoài hoàn toàn mặc kệ tô mai đang ở phía sau chửi bậy vừa ra khỏi cửa lao liền thấy nhan di á đứng ở hành lang đá lo lắng đi tới đi lui vừa thấy bạch thanh liền bước nhanh đến nhìn lên nhìn xuống muốn xác định nàng yên lành không bị thương tổn gì ta không sao bạch thanh tâm tình vui vẻ khoác cánh tay của nàng cười cười nói chúng ta về thôi bạch thanh ngươi là kẻ lừa gạt đại lừa gạt thả ta ra ngoài vang cầu ngươi thả ta tô mai bên trong lao ngục chửi rủa đã rồi lại bắt đầu cầu xin nhan di á có chút hoài nghi không biết nàng rời đi một lúc bên trong đã xảy ra chuyện gì bạch thanh mặc kệ cước bộ nhẹ nhàng đi ra ngoài nhan di á có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười đi theo sau khi ngồi trên xe ngựa bạch thanh vẫn luôn cười vui vẻ dù nhan di á tò mò nhưng thấy nàng sẽ không nói nên cũng không truy vấn chỉ là lúc này thấy nàng tâm tình rất tốt nhịn không được liền mở miệng nói ca ca truyền tin nói hai ngày nữa sẽ trở lại thanh nhi sáng mai ngươi tới hầu phủ được không bạch thanh nghe vậy khuôn mặt tươi cười liền cứng đờ tiếu túc muốn trở về rồi cái người hơn nửa đêm vụn trộn xông vào khuê phòng của nàng còn ông nàng nằm trên giường của nàng một đêm sau đó một câu cũng không lưu lại liền lặng lẽ rời đi đã muốn trở về rồi